Hamster hỏi bố mình rằng bố vợ anh đến đây để làm gì. Bố Hamster liền nói dối rằng bố vợ anh đến để xin tiền. Ông ta còn nói Akram vì muốn con gái được gả cho một gia đình giàu có nên đã cố tình để con gái đến quyến rũ Hamster. Hamster biết rằng tự bản thân anh thích Meha nên mới cưới Meha về làm vợ. Nhưng anh lại tin lời bố mình nói rằng bố vợ đã đến đây để xin tiền. Hamster nghĩ Meha đã xúi giục bố cô làm vậy nên anh ta liền đến tra hỏi cô. Nhưng Meha không trả lời bất cứ một câu nào. Điều này làm Hamster tức giận nên anh đã đến bóp miệng của cô. Nào ngờ Hamster phát hiện mặt của Meha vô cùng nóng. Meha ngất đi làm Hamster vô cùng bối rối. Anh nhanh chóng đưa Meha đến bệnh viên. Nhờ sự chăm sóc của bác sĩ nên Meha đã nhanh chóng tỉnh lại. Thấy Meha đã ổn định nên Hamster đã trở nên yên tâm hơn. Lúc này đột nhiên Hamster thấy Asan đứng ở ngoài cửa. Anh ta hỏi Asan đến đây để làm gì. Asan nói rằng bố Meha cũng đã ngất xỉu rồi nhập viện tại đây. Meha nghe thấy vậy liền vô cùng lo lắng. Hamster cũng không dám tin bố vợ mình đã nhập viện. Meha cầu xin Hamster hãy để cô được gặp bố của mình. Hamster đến phòng bệnh của bố Meha để xác minh sự thật. Anh thấy bố vợ mình suy nhược nằm trong phòng bệnh thì liền cảm thấy đau lòng. Mẹ Hamster kể chuyện bố Meha đã nhập viện cho chồng mình nghe. Nào ngờ chị dâu Hamster cho rằng gia đình Meha đang diễn kịch, nhưng mẹ Hamster lại không cảm thấy điều con dâu nói là không đúng. Bố Hamster nói vợ mình đừng nói về người ngoài khi cả gia đình đang ăn cơm nữa. Nhưng anh Hamster lại cho rằng dù gì thì Meha cũng đã gả vào đây nên cô đã trở thành một thành viên trong gia đình này. Anh mong bố có thể đối xử tốt hơn với em dâu trong tương lai. Nghe thấy con mình nói xong thì bố Hamster liền trở nên tức giận. Ông ta nói anh Hamster hãy lo chuyện của mình rồi im lặng đi. Anh Hamster thấy bố mình tức giận thì không dám phản bác nữa. Con chị dâu Hamster hiện tại đang rất vui vì bố chồng cô ta đã không chấp nhận Meha. Cô ta nghĩ trong nhà này thì cô ta vẫn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Bên này, Akram đang trong tình trạng nguy kịch và cần phải phẫu thuật ngay. Nếu không phẫu thuật ngay thì rất có thể ông ấy sẽ mất mạng. Nhưng tiền phẫu thuật rất cao, điều này khiến mẹ Meha rất lo lắng. Bố Asan nói tiền phẫu thuật lên đến hàng chục triệu thì làm sao có thể chi trả đây. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Meha, Hamster cảm thấy vô cùng đau lòng. Đúng lúc này thì Asan gọi đến cho Hamster. Anh nói tình trạng của bố Meha hiện tại đang nguy kịch nên anh muốn Meha biết được chuyện này. Nếu không lỡ như bố Meha có xảy ra chuyện gì thì cô sẽ không kịp nhìn bố lần cuối. Không còn cách nào khác, Hamster đành nói cho Meha biết chuyện của bố cô. Meha sau đó đã cầu xin Hamster để cô được gặp bố của mình. Cô nói nếu anh thật sự yêu tôi thì hãy để tôi gặp bố đi. Hamster đã nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của Meha. Nhưng anh nói mong rằng lần này Meha và gia đình cô sẽ không lừa dối anh. Nếu không anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Meha vào bệnh viện thì đã gặp được bố của Asan. Cô hỏi bố Asan rằng phòng bệnh của bố cô ở đâu. Bố Asan sau đó đã chỉ Meha phòng bệnh của bố cô. Meha nhanh chóng đi đến phòng bệnh của bố mình. Hamster sau đó đã nói với bố Asan rằng lần này kế hoạch của bố Meha là gì. Thấy Hamster không tin bệnh tình của bố Meha nên bố Asan đã lấy bệnh án đưa cho anh. Ông nói cậu hãy mở mắt ra rồi xem cho kỹ bệnh án này đi. Meha đi vào phòng bệnh thì thấy bố cô đang nằm trên giường bệnh. Cô vô cùng đau lòng khi thấy bố mình đang bị bệnh nặng. Mẹ Meha nói từ khi bố cô trở về từ nhà Hamster thì đã ngã bệnh. Akram đã bị bố Hamster sỉ nhục khiến trái tim ông vô cùng tổn thương. Akram thấy con gái đến thăm thì liền vui mừng nhưng không còn sức để chạm vào cô. Meha nói bố hãy yên tâm vì con sẽ ở ngoài đợi bố. Hamster bên này đã đi đến quầy thanh toán để thanh toán viện phí cho bố Meha. Anh trực tiếp dùng thẻ đen của mình đưa cho Thu Ngân. Thanh toán xong, Hamster vừa quay lại thì đã gặp em gái của Meha. Em gái của Meha vô cùng ghét Hamster. Cô không muốn Hamster dùng tiền của anh ta để thanh toán viện phí cho bố cô. Nhưng Hamster không quan tâm đến em gái Meha. Anh nói em gái Meha hãy nói với Meha là anh sẽ đợi cô ấy ở trong xe. Bên này, Meha nói với mẹ về việc bố Hamster đã nói dối rằng bố cô đến nhà để xin tiền ông ta. Nghe Meha nói xong mẹ cô liền trở nên tức giận. Bà nói bố cô không nhận một đồng nào từ nhà Hamster và cũng không yêu cầu nhà đó làm bất cứ điều gì. Đúng lúc này thì em gái Meha đến nói với cô rằng Hamster đang đợi cô trong xe. Sau khi Meha rời đi thì em gái Meha đã nói với mẹ rằng Hamster đã thanh toán tiền phẫu thuật cho bố cô. Điều này làm mẹ Meha không biết nên vui hay nên lo lắng. Meha trên xe đã cảm ơn Hamster vì đã đồng ý đưa cô đến gặp bố. Cô biết nếu Hamster không nói thì bây giờ cô vẫn không biết bố mình đang bệnh nặng. Hamster nói với Meha rằng trước khi bố cô bình phục thì cô có thể đến thăm bố bất cứ lúc nào. Những lời Hamster nói làm Meha rất cảm động. Ngày hôm sau, đã đến giờ bố Meha làm phẫu thuật nhưng cô không biết làm cách nào để đánh thức Hamster. Meha định dùng điện thoại trong nhà để gọi cho mẹ mình thì bị chị dâu Hamster ngăn lại. Cô ta nói Meha không được sử dụng bất cứ thứ gì trong nhà này. Meha chưa từng nghĩ cô sẽ phải xin phép cô ta trước khi dùng điện thoại. Cô ta liền nói mọi thứ trong ngôi nhà này đều là của cô ta. Cô ta nói một cô gái nghèo khổ như Meha thì không xứng dùng bất cứ thứ gì trong nhà này. Cô ta còn bảo Meha sẽ sớm bị đuổi khỏi ngôi nhà này thôi. Cuối cùng Meha đành phải cao giọng để đánh thức Hamster dậy. Nhưng đến khi Hamster dậy thì cuộc phẫu thuật của đã kết thúc.
Hamster phàn nàn Meha khi cô đã không đánh thức anh sớm hơn. Bên này, người chị dâu không thể chấp nhận Meha tiếp tục ở trong nhà này nên đã gọi điện cho bố ruột của cô ta. Lúc này chồng cô ta đến nói cô ta đừng tiếp tục gây khó dễ cho Meha nữa. Dù gì thì Meha cũng đã được gả vào nhà này và đã trở thành em dâu trong nhà. Nhưng cô chị dâu vẫn không thể chấp nhận Meha. Cô ta nói dù cả nhà này đều đồng ý thì cô ta vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận Meha. Nhưng anh Samser bảo vợ mình hãy chấp nhận số phận đi. Anh bảo vợ mình đừng cố gây sự với Meha để Samser thấy được. Chị dâu Samser vô cùng tức giận nên đã tìm đến bố chồng. Bố Samser nói con dâu cứ yên tâm vì trong nhà này không ai là đứng về phía người phụ nữ không được chấp nhận đó. Cô ta nói mình đã nói chuyện này với bố ruột nên là mong bố chồng hãy nhanh chóng đuổi Meha đi. Đúng lúc này thì Samser đang định đưa Meha đến bệnh viện. Bố Samser thấy vậy thì định ngăn anh lại. Samser mong bố mình đừng can thiệp vào chuyện của anh. Hôm nay là ngày bố vợ phẫu thuật nên anh muốn đưa Meha đến bệnh viện. Chị dâu Samser liền nghĩ Samser đang trách bố chồng nên đứng lên tranh luận với anh. Samser nói đợi bố Meha tỉnh lại thì sẽ biết rõ chuyện là ai đúng ai sai. Samser liền tuyên bố với bố mình rằng Meha là vợ của con. Nếu có ai dùng giọng điệu khinh bỉ này nói chuyện với cô ấy thì con sẽ không thích đâu. Nói xong Samser liền kéo Meha rời đi. Đúng lúc này thì cô chị dâu lại đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta nói hôm nay con sẽ ở lại đây, ngày mai con sẽ rời khỏi nhà này. Cô ta cho rằng ngôi nhà này sẽ nhanh chóng bị Meha phá hoại tất cả. Trên đường đến bệnh viện thì đột nhiên Samser dừng xe lại. Đúng lúc này thì Sophia cũng đang có mặt tại đây. Cô ta phấn khích khi thấy xe của Samser đang đỗ phía trước. Meha không biết Sophia nên cô đã hỏi cô ta là ai. Sophia nói mình là một người rất yêu Samser. Cô ta cho rằng Meha là người đã chen chân vào mối tình của họ. Meha tức giận bảo Sophia hãy đem Samser đi đi. Sophia quay đầu lại thì đã thấy Samser ở đằng sau. Samser bảo từ trước đến nay chỉ có Sophia là đơn phương anh thôi. Samser nói bây giờ anh đã kết hôn nên cô ta tốt nhất là nên kiểm soát cái miệng của mình. Sophia hỏi Samser tại sao anh lại không thông báo với cô về việc anh kết hôn. Cô ta nói có phải anh muốn giấu người phụ nữ này không? Điều này là Meha ở trên xe rất khó chịu. Samser bảo Sophia hãy im miệng rồi rời khỏi đây ngay. Sophia trước khi rời đi đã cảnh cáo Samser rằng sẽ có một ngày anh quay lại rồi yêu cô ta say đắm. Sau khi Sophia rời đi thì Samser đã cười lớn. Anh cho rằng Sophia đã đánh giá bản thân cô ta quá cao, thấy Meha vì mình mà chịu nhiều bất bình, Samser cảm thấy rất không hài lòng. Sau đó Samser tìm đến bạn của mình để tâm sự. Anh đã kể cho bạn của anh nghe về những rắc rối mà mình đang gặp phải. Gia đình Samser thì phản đối hôn sự của anh, Meha thì lại vô cùng lạnh lùng với anh. Samser bây giờ chỉ muốn tất cả mọi người trên thế giới này đều biết Meha là vợ của anh. Anh muốn tất cả mọi người đều chấp nhận Meha. Ngoài ra anh còn muốn Meha sẽ yêu mình say đắm. Nhìn thấy vẻ mặt của Samser, bạn của anh cũng cảm thấy lo lắng cho anh. Lúc này bạn Samser đã có một ý tưởng cho Samser. Để mọi người đều biết Meha là vợ của Samser thì chỉ cần một cái đám cưới thật lớn. Samser nghe bạn mình nói xong thì liền đồng ý với điều đó. Bên này, bố Asan đã đến thông báo với mẹ Meha rằng cuộc phẫu thuật của Akram đã thành công. Mẹ Asan ở bên cạnh đã giả vờ chúc mừng mẹ Meha vì Akram đã qua cơn nguy hiểm. Bà ta còn không quên mỉa mai rằng nhờ người chồng giàu có của Meha mà bố cô mới có tiền để phẫu thuật. Đúng lúc này thì Meha đi đến, mẹ Asan đã thông báo với cô rằng bố cô đã phẫu thuật thành công. Bà ta còn nói nhờ người chồng tốt giàu có của Meha mà bố cô mới có tiền làm phẫu thuật. Meha lúc này mới phát hiện tiền phẫu thuật của bố mình là do Samser trả. Cô không muốn dùng tiền của Samser vì từ khi kết hôn với anh cô đã luôn muốn rời khỏi ngôi nhà đó. Bây giờ cô lại nợ Samser một ân tình thì sau này làm sao cô có thể rời khỏi ngôi nhà đó được đây? Mẹ Meha bảo cô đừng lo lắng nữa, đợi bố cô tỉnh dậy rồi hãy tính chuyện này sau. Mẹ Meha khuyên Meha hãy suy nghĩ thật kỹ về việc ly hôn. Bà cho rằng Samser thật sự rất yêu con gái của mình. Meha không hiểu tại sao mẹ mình lại thay đổi suy nghĩ. Mẹ cô tiếp tục nói bà là người đã kết hôn nên rất hiểu về hôn nhân. Bà cho rằng nếu Meha có thể chấp nhận Samser thì cô không cần phải ly hôn với anh. Meha hỏi mẹ vì sao lúc trước đã ủng hộ cô ly hôn với Samser mà bây giờ bà lại thay đổi suy nghĩ. Mẹ Meha nói dù gia đình Samser phản đối cuộc hôn nhân này nhưng rốt cuộc Samser vẫn yêu Meha sâu sắc. Meha hỏi mẹ có phải mẹ đã quên những gì Samser đã làm với gia đình mình trong quá khứ hay không? Cô cho rằng Samser đã chi trả cho tiền phẫu thuật của bố nên mẹ cô mới chấp nhận anh ta. Mẹ Meha bảo cô hãy cẩn thận lại trong cách nói chuyện. Đúng lúc này thì Samser đi đến bảo Meha hãy về nhà cùng anh. Để chiều lòng cô vợ nhỏ, Samser đã chấp nhận cúi đầu trước nhiều người. Mỗi ngày Samser đều đưa Meha đi ăn. Đây là lần đầu tiên Meha được đi ăn ở một nhà hàng sang trọng như thế này. Cô không biết gì về các món ăn ở đây cũng như không biết mình nên ăn gì ở nhà hàng này. Samser thấy vợ mình lo lắng nên anh đã đặt mỗi món một ít. Sau đó Samser rời đi để Meha ở lại với bạn anh. Đúng lúc này thì Sophia lại xuất hiện tại nhà hàng. Cô ta xem Meha như kẻ thù của mình. Sau đó Sophia bước đến bàn của Meha. Sophia mỉa mai Meha là một người quá may mắn. Cô ta nói một kẻ quê mùa như Meha mà cũng dám trèo cao vào một gia đình giàu có. Cô ta khen Meha may mắn khi có nhà có xe chỉ sau một đêm.
Đã vậy cô còn được gả cho người đàn ông giàu có nhất thành phố này. Bạn thân Sophia nhận ra Meha là người đã chết cách đây không lâu. Cô ta hỏi vì sao cô lại còn sống ngồi ở đây. Sophia nói tất cả là kế hoạch của Meha để cố gắng có được Samser. Cô ta nói rằng Meha là người không đơn giản rồi bảo bạn thân của cô ta đến chụp hình kỷ niệm với Meha. Samser cảnh cáo Sophia hãy tránh xa Meha một chút nếu không đừng trách anh vô tình với cô ta. Nhưng Sophia lúc này không sợ hãi Samser. Cô ta đã chạm đến giới hạn của Samser còn Meha thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Samser không muốn ở lại nơi này nữa nên đã nắm tay đưa Meha rời khỏi đây. Nhìn thấy Samser đưa Meha rời đi thì Sophia càng tức giận hơn. Cô ta thề với lòng sẽ khiến Meha rời xa khỏi Samser. Trong lúc về nhà, Samser thấy Meha không ngừng khóc. Điều này khiến Samser vô cùng tức giận. Anh đến trước biệt thự rồi để Meha xuống nhà. Còn Samser thì đến thẳng nhà của Sophia. Sophia thấy Samser đến thì cứ nghĩ anh muốn làm lành với cô ta. Đi xin lỗi Meha ngay. Samser muốn Sophia phải đến nhà xin lỗi vợ mình. Anh không muốn bất cứ ai đối xử tệ với Meha. Sophia không ngờ Samser vì một người phụ nữ như Meha mà hung dữ với cô. Lúc này Sophia liên tục gọi chị gái của mình đến cứu cô. Cuối cùng thì chị dâu Samser cũng xuất hiện để giải cứu cho Sophia. Chị dâu Samser cho rằng chỉ cần Samser đuổi Meha đi thì ngôi nhà này mới bình yên như xưa được. Trong lúc Samser định ra tay với chị dâu thì Meha bên cạnh đã ngăn cản anh lại. Nhưng chị dâu Samser vẫn muốn tiếp tục tranh cãi. Nếu hôm nay bố chồng cô ta có nhà thì cô ta đã đuổi Meha ra khỏi nhà này. Vì để đuổi Meha ra khỏi nhà nên chị dâu Samser đã nhờ đến sự giúp đỡ của bố ruột cô ta. Hai người bố quyền lực sau đó đã nói chuyện với nhau. Những năm qua hai ông đã giúp đỡ nhau trong việc kinh doanh. Bố Samser không muốn đắc tội với ông thông gia quyền lực nên đã hứa sẽ đuổi Meha ra khỏi nhà này. Tuy nhiên ông ta vẫn cần một chút thời gian để đuổi Meha đi vì Samser đã yêu Meha quá say đắm. Chị dâu Samser nghe bố chồng nói cần phải đợi vài ngày nữa mới có thể đuổi Meha đi thì cô ta liền tức giận. Sự oán hận của người chị dâu đối với Meha đã lên đến đỉnh điểm. Cô ta không bao giờ quên được khoảng khắc Meha đã hất nước vào mặt cô ta. Bố cô ta nói con gái đừng có quá đáng nếu không đến ông cũng không thể giúp cô ta thêm được nữa. Không ai có thể lập tức đuổi Meha ra khỏi nhà. Điều này làm chị dâu Samser vô cùng tức giận. Samser muốn tất cả mọi người đều biết Meha là vợ của mình, nên anh đề nghị với bố rằng con muốn tổ chức hôn lễ với Meha. Điều này khiến bố Samser vô cùng tức giận. Ông ta đã không thể chịu đựng Samser thêm được nữa. Bố Samser lập tức từ chối đề nghị của con trai. Ông còn nói Samser hãy nhanh chóng đuổi Meha đi. Samser thấy thái độ của bố anh thì liền hiểu ra chuyện bố Meha đổ bệnh thật sự là do bố anh đã sỉ nhục ông ấy. Ông ta nói nếu như Samser không đuổi Meha đi thì cả Samser và Meha đều sẽ bị ông ta đuổi ra khỏi nhà. Mẹ Samser khuyên Samser đừng nên xung đột với bố trong thời gian tới. Nhưng Samser nói với mẹ mình rằng đám cưới của anh vẫn sẽ diễn ra theo dự kiến. Sau đó Samser liên hệ đến công ty tổ chức tiệc cưới nhưng không ai nhận điện thoại của anh. Mẹ Samser khuyên con trai nên từ bỏ ý định tổ chức đám cưới. Samser nói rằng không ai là có thể tách rời anh và Meha. Anh nói với mẹ mình rằng anh không muốn bất cứ ai xúc phạm đến Meha. Samser cho rằng đám cưới này lẽ ra phải diễn ra sớm hơn chứ không phải đến bây giờ mới tổ chức. Mẹ Samser biết bây giờ con trai mình đang gặp khó khăn. Trong nhà này chỉ mình bà ấy là đứng về phía Samser. Mẹ Samser sau đó đã tìm đến Meha để nói chuyện. Bà biết con trai mình vất vả như vậy là đều vì người phụ nữ này. Nhưng Meha vốn không thích Samser một chút nào. Mẹ Samser tiết lộ với Meha về việc Samser muốn tổ chức hôn lễ. Bà nói mối quan hệ giữa bố Samser và Samser hiện tại đang vô cùng tệ. Bà không muốn chồng và con trai của bà trở nên xung đột như vậy. Để hai bố con Samser được làm hòa thì bây giờ chỉ có Meha mới giúp được. Bà muốn Meha hãy khuyên Samser đừng tổ chức đám cưới. Vì bây giờ con trai, bà chỉ nghe lời của Meha. Samser bây giờ luôn coi Meha là quan trọng nhất và trong trái tim anh cũng chỉ có mình Meha. Người phụ nữ này được gả cho một gia đình giàu có nhưng suốt ngày ủ rũ. Người chồng đẹp trai của cô còn ngoan ngoãn làm theo những gì cô nói. Anh ta vì muốn cưới cô mà không ngại đối đầu với cả gia đình. Vậy mà Meha vẫn không thể chấp nhận được Samser. Điều này khiến Samser rất đau lòng. Cuộc phẫu thuật của Akram đã được Samser chi trả. Nhưng ông lại không muốn nhận ân tình này của Samser. Ngược lại ông lại càng chán ghét người con rể này hơn. Vì vậy ông không muốn nợ một đồng nào của gia đình Samser cả. Mẹ Meha bảo chồng mình hãy bình tĩnh. Bà cho rằng Samser không phải là một người quá tệ. Bà khuyên chồng mình nên quan sát Samser thêm một thời gian. Những lời vợ nói khiến Akram cảm thấy rất khó chịu. Meha đến bệnh viện thăm bố thì tình cờ gặp Asan. Asan hỏi Meha chừng nào thì cuộc hôn nhân của cô và Samser kết thúc. Meha chưa kịp trả lời thì Samser đã xuất hiện bên cạnh cô. Samser nhìn chằm chằm vào Asan mà không nói lời nào. Vì lúc trước Asan đã đột nhập vào biệt thự nhà Samser để bắn anh. Samser đã không truy cứu trách nhiệm của Asan vì lúc đó anh muốn chết. Nhưng bây giờ Samser đã có Meha bên cạnh. Anh sẽ không để bất cứ ai có thể chạm vào Meha. Nhưng Asan vẫn không muốn bỏ cuộc vì anh biết Meha không hề yêu Samser. Nếu Meha muốn rời khỏi nhà Samser thì Asan nhất định sẽ bảo vệ cô. Ý chí của Asan làm Samser trở nên đề phòng.
Hamster bảo Asan đừng tiếp tục bướng bỉnh nữa. Hai người cứ như thế đi về hai hướng khác nhau. Sau đó Hamster đến thăm bố của Meha. Mẹ Meha đã không còn ác cảm với Hamster nữa. Akram thấy Hamster đến thì liền nói ông sẽ trả lại tiền cho anh. Nhưng Hamster không muốn nhận lại số tiền đó. Anh nói Meha là vợ anh, chuyện của nhà vợ thì cũng là chuyện của anh. Mẹ Meha nghe Hamster nói vậy thì liền cảm thấy hài lòng. Bà đã khen Hamster là một người con rể tốt. Meha cũng rất vui khi nghe Hamster nói cô ngồi xuống bên cạnh bố rồi trò chuyện với ông. Akram thấy con gái mình hạnh phúc thì ông cũng vui theo cô. Trên đường về, Meha cứ nhìn chằm chằm vào Hamster. Từ trước đến giờ cô vẫn chưa thực sự hiểu được con người của Hamster. Cô không biết Hamster có thật lòng yêu mình hay không. Hamster nói rằng tình yêu của anh dành cho Meha đã bắt đầu từ lần đầu tiên anh gặp cô. Meha tỏ ra không hiểu vì sao anh yêu cô mà lại gây khó khăn cho gia đình cô. Anh còn làm cho cô cảm thấy sợ hãi rồi chạy trốn khắp nơi. Hamster thừa nhận ban đầu anh đã thể hiện tình yêu của mình không đúng cách. Vì để có được Meha, anh đã làm ra rất nhiều chuyện điên rồ. Hamster muốn Meha hãy nhanh chóng chấp nhận con người của anh hiện tại. Meha thấy Hamster thay đổi đột ngột liền sốc đến nỗi không nói nên lời. Bên này, vì để đuổi Meha ra khỏi nhà mà chị dâu Hamster đã quay về nhà bố mẹ đẻ. Sophia cảm thấy chị mình không đối phó nổi với Meha. Cô ta quyết định sẽ tự mình ra tay đem Meha ra khỏi trái tim của Hamster. Nếu cô ta làm được điều đó thì cô ta sẽ có cơ hội để chiếm lấy trái tim của Hamster. Hamster đưa vợ đi ăn mà cũng có đến hàng trăm người chú ý đến. Mọi người xung quanh đã lấy điện thoại để chụp lại ảnh của hai người. Anh vừa định đứng lên thì Meha đã ngăn lại vì cô biết Hamster sẽ gây rắc rối cho mọi người. Cuối cùng Hamster cũng đứng lên rồi hứa với Meha anh sẽ xử lý việc này nhẹ nhàng. Sau đó Hamster đã đi đến bên cạnh người đàn ông đã chụp ảnh lén. Mọi người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn vào Hamster. Người đàn ông chụp ảnh sợ hãi không dám nói gì. Người đàn ông không dám gây thù với Hamster nên đã chủ động xin lỗi. Meha rất nhanh đã tha thứ cho người đàn ông đó rồi để anh ta rời đi. Meha cho rằng Hamster đang khiến cô xấu hổ trước mặt mọi người. Nghe được lời Meha nói, Hamster lập tức trở nên tức giận. Dù anh có làm thế nào thì Meha vẫn không thể nào chấp nhận anh. Điều này khiến Hamster đã mất dần kiên nhẫn với cô. Meha là vợ anh nhưng suốt ngày cứ luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc để nhìn anh. Hamster tức giận lật đổ đồ ăn trên bàn, sau đó anh đứng dậy rời đi. Hamster để lại một mình Meha tại nhà hàng. Đi đến giữa đường thì Hamster không yên tâm về Meha nên đã quay lại. Anh chạy đến nhà hàng thì phát hiện Meha đã rời đi. Điều này khiến Hamster lập tức trở nên lo lắng. Anh lên xe rồi gọi về nhà mình thì biết được Meha vẫn chưa về đến nhà. Meha đã gọi taxi về nhà bố mẹ của cô. Akram mới xuất viện thấy con gái về liền trở nên vui mừng. Đây là lần đầu tiên Meha về nhà bố mẹ đẻ sau khi cô gả đến nhà Hamster. Akram tưởng rằng Hamster đã thay đổi và không còn ngăn cản sự tự do của Meha. Điều này khiến Akram rất vui vì ông cảm thấy Hamster vốn không đáng sợ như ông nghĩ. Sau đó, Hamster tức giận đi vào nhà Meha. Hamster thấy Asan đang bước ra khỏi nhà Meha thì anh càng tức giận hơn. Hamster cảnh cáo Asan hãy tránh xa Meha một chút. Sau đó, anh nhanh chóng đi vào nhà của Meha. Đúng là Meha đang ở nhà bố mẹ đẻ, cô còn đang thong thả uống trà. Hamster đã đi tìm Meha khắp nơi vậy mà cô lại ngồi ở nhà vô cùng thư giãn. Nụ cười của Meha chỉ xuất hiện khi cô rời khỏi Hamster. Tại sao em lại ở đây? Bố mẹ Meha thấy Hamster nổi điên thì liền giật mình. Hai người chưa kịp phản ứng thì Hamster đã lôi Meha ra khỏi nhà. Asan ở bên này đã chứng kiến được tất cả. Asan thề với lòng sẽ khiến Meha rời xa Hamster để cô có thể trở thành người phụ nữ của anh. Nhìn thấy Hamster hung dữ với con gái mình, Akram lại đổ bệnh. Ông cứ nghĩ rằng Hamster đã thay đổi bản chất tàn bạo của mình nhưng cuối cùng Hamster vẫn chứng nào tật nấy. Akram lại bắt đầu lo lắng cho tương lai của Meha. Meha đã bị Hamster lôi về nhà mà không cho cô nói bất cứ lời nào. Meha không thể chịu nổi sự tự do của mình cứ bị Hamster kiểm soát nên cô đã đứng lên tranh cãi với anh. Meha không hề sợ Hamster chút nào. Nghe Meha nói những lời đó, Hamster càng cảm thấy tức giận hơn. Anh đã lập tức nói những lời cảnh cáo với cô. Em đừng chạm đến ranh giới của anh, nếu không, anh sẽ giết hết gia đình em. Gia đình Hamster đã bắt đầu bàn bạc nên làm thế nào đối với hôn nhân của Hamster. Bố Hamster cho rằng từ khi Hamster kết hôn với Meha thì anh đã biến thành một con người khác. Từ trước đến nay Hamster chưa từng đối đầu với bố mình như vậy. Nhưng mẹ và anh trai của Hamster thì có ý kiến khác. Hai người họ khuyên bố Hamster đừng tiếp tục phản đối hôn nhân của Hamster nữa. Họ mong bố Hamster hãy chấp nhận Meha là con dâu. Dù gì Meha cũng đã được gả cho Hamster nên cô đã trở thành người trong nhà. Người duy nhất quan tâm Meha trong nhà này là mẹ Hamster. Bà biết con trai cấm cản nhiều điều với Meha nhưng thật ra con trai bà rất yêu cô. Bà mong con dâu đừng ở mãi trong phòng mà hãy ra ngoài xây dựng quan hệ với những người xung quanh. Nếu như Hamster thấy được nỗ lực của Meha trong việc muốn hòa nhập với gia đình anh thì biết đâu anh sẽ không còn cấm cản tự do của Meha nữa. Vào lúc Meha cố gắng ra khỏi phòng thì lại gặp chị dâu của Hamster. Cô ta nói đây là nhà của cô ta nên Meha không được tự ý ra đây. Nếu không cô ta sẽ đuổi Meha ra khỏi nhà ngay lập tức. Meha nói cô ta đừng chỉ nói suông mà hãy đuổi cô thử đi.
Lời nói của Meha lập tức khiến người chị dâu tức giận. Bên này, em gái Meha ở trường đã bị cô lập. Vì video của chị gái cô đã lan truyền khắp nơi ở trên mạng, mọi người đều biết cô có một người chị đã kết hôn với một người vô cùng giàu có. Dù anh rể cô là một người giàu có nhưng mỗi ngày cô chỉ có thể đi xe máy đến trường. Cô nói A-san sau này đừng đến trường đón cô nữa vì cô có thể tự mình về nhà. Chưa nói xong thì xe máy của A-san lại bắt đầu hư hỏng. Bên này, Samser nhận ra mình đã có hành động quá đáng với Meha. Samser cảm thấy mình không nên quá khắt khe với vợ. Anh đồng ý đưa Meha về nhà bố mẹ đẻ rồi sẽ đợi cô ở ngoài cửa. Anh cũng hứa với Meha rằng Minh sẽ không chọc giận đến gia đình của cô nữa. Meha không còn cách nào khác đành tin lời nói của Samser. Sau đó Samser đưa Meha đến nhà bố mẹ đẻ của cô. Trên đường đi thì đột nhiên Samser dừng ở đồn cảnh sát có chút việc. Samser không biết là anh trai mình hiện tại cũng đang có mặt tại đồn cảnh sát. Anh trai Samser nhận được điện thoại của cảnh sát thì đã lập tức đến đây. Bố anh muốn truy lùng Seru nên Seru đã bị cảnh sát bắt được. Hiện tại ông ta đã bị nhốt tại đồn cảnh sát. Seru nói với anh trai Samser rằng ông đã làm việc nhiều năm cho bố của anh. Chỉ cần bố Samser ra lệnh thì Seru sẽ làm theo. Sau khi làm những việc đó thì bố Samser sẽ cho Seru rất nhiều tiền. Seru nói rằng vậy mà bây giờ bố cậu lại muốn truy sát tôi. Tôi đã phải chạy trốn rất nhiều nơi, đến cả đứa con trai duy nhất của tôi cũng đã bị lạc mất. Anh trai Samser vốn không hề tin những lời Seru nói. Anh ta không tin bố mình đã làm nhiều việc xấu xa đến như vậy. Sau đó Seru đã kể ra việc bố Samser muốn ông hại chết Meha. Nhìn dáng vẻ của Seru không giống người nói dối, điều này làm anh trai Samser bắt đầu sợ hãi. Anh vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Samser đứng bên ngoài. Samser đã biết hết tất cả sự thật về cái chết trước kia của Meha. Đến khi Samser quay lưng lại thì đã thấy Meha đứng đằng sau mình. Biết được sự thật nên Meha không muốn ở bên cạnh Samser thêm một giây phút nào nữa. Sau đó Meha đã lên xe rời đi, Samser muốn đuổi theo nhưng không kịp. Lúc này Akram vẫn còn nằm trên giường vì ông vẫn chưa khỏi bệnh. Ông cảm thấy không hài lòng về cuộc hôn nhân của con gái mình. Mẹ Meha khuyên chồng mình nên nghĩ thoáng một chút. Bà nói rằng có vợ chồng nào là không cãi nhau đâu. Bà nói dù con rể có chút nóng tính nhưng bản chất của nó vẫn là một người tốt. Hai người chưa nói xong thì ở dưới nhà đã nghe thấy tiếng Samser gọi Meha. Meha có đến đây không ạ? Không, nó không có ở đây. Bên này, chị dâu Samser đang bàn bạc với em gái về kế hoạch loại bỏ Meha. Mẹ Samser thấy Sophia đến nhà nên đã đến để chào hỏi cô ta. Đúng lúc này thì Meha tức giận quay về biệt thự. Cô đi qua mọi người mà không có bất kỳ lời chào hỏi nào. Chị dâu Samser thấy vậy liền tố cáo Meha với mẹ chồng. Mẹ Samser nghe con dâu nói xong thì liền rời đi. Bà đến phòng Meha trách cô rằng tại sao cô vẫn có thái độ không tốt với mọi người trong nhà. Meha đã biết sự thật nên bắt đầu trút hết mọi sự tức giận trong lòng ra. Chồng bà là người đã cố tình giết tôi đó. Mẹ Samser nghe những lời Meha nói liền bị sốc đến nỗi không dám nhìn vào mắt Meha. Meha biết mẹ Samser đang cố gắng che giấu sự thật. Meha nói mẹ Samser cũng giống như chồng bà ta, cả hai đều là những người tàn nhẫn. Mẹ Samser đã đưa tay lên muốn tát cô. Thấy dáng vẻ của mẹ chồng giống y như bố chồng, điều này khiến Meha sợ hãi đến nỗi không dám nói thêm lời nào. Đúng lúc này thì Samser cũng đã quay về biệt thự. Anh muốn gặp Meha ngay bây giờ. Nhưng anh trai Samser đã đến ngăn Samser lại. Anh trai Samser nói Samser đừng gây rối mà hãy đợi bố về để xác minh sự thật. Samser nói với anh trai rằng nếu chuyện này là thật, bất cứ ai là người đứng đằng sau thì em đều sẽ không tha cho người đó. Samser nói bố anh không phải là người xấu, chắc chắn chuyện này là do Seru giở trò. Meha nói với Samser nếu anh muốn biết sự thật thì hãy đi tìm mẹ anh đi. Bà ta đã thừa nhận tất cả những chuyện này đều là do bố anh làm. Sau đó Meha cảnh cáo Samser rằng cô sẽ không bao giờ quên những gì mà bố anh đã làm với cô. Cô nói cả đời này sẽ không tha thứ cho anh và tất cả những người có mặt trong biệt thự này. Sau đó Samser và anh trai đã tìm đến mẹ để xác minh sự thật. Anh lấy súng ra đe dọa mẹ mình phải nói sự thật. Mẹ Samser cảm thấy có lỗi với con trai nên đã nói ra sự thật ngay lập tức. Nghe được sự thật, cả Samser và anh trai anh đều bắt đầu hoảng sợ. Mẹ Samser giải thích vì bố anh quá yêu anh nên mới làm ra những chuyện như vậy. Bây giờ Samser không biết phải đối mặt với Meha như thế nào đây. Bố mẹ Meha vì muốn cuộc sống của gia đình trở nên tốt đẹp hơn nên đã đồng ý để em gái cô kết hôn. Hôm nay là ngày đối phương sẽ đến nhà Meha để gặp em gái cô. A-san muốn mẹ mình đến giúp nhà Meha nhưng bà ta đã từ chối. Bà ta không muốn dính líu đến gia đình Meha nữa. Vì Meha mà nhà bà ta đã gặp khốn khổ nhiều lần nên việc kết hôn của em gái Meha bà ta không muốn quan tâm. A-san vẫn nhất quyết muốn mẹ mình đến nhà Meha tham gia. Đối tượng của em gái Meha cũng là một chàng trai có xuất thân giàu có. Gia đình họ cũng rất có cảm tình với em gái của Meha. Mẹ của chàng trai nói với nhà Meha nên để hôn sự này tổ chức càng sớm càng tốt. Đúng lúc này thì chàng trai thấy ảnh Meha được treo trong nhà. Anh ta đã bàn bạc lại một lát với mẹ mình. Anh ta nói con gái lớn nhà này đã giả chết để lấy được chồng giàu có. Điều này khiến mẹ của chàng trai cảm thấy tức giận. Bà ta nói bà mối không hề có trách nhiệm khi đã giới thiệu cho bà ta một gia đình không đáng tin cậy như vậy. Bà ta nói dù gì gia đình bà ta cũng là một gia đình có tiếng nói trong thành phố, vậy mà bà mối lại giới thiệu một gia đình có tai tiếng cho bà ta. Bà mối cũng tức giận nói rằng sẽ không bao giờ giới thiệu em gái Meha cho ai nữa.
Em gái Meha cứ tưởng rằng mình sắp được gả cho một gia đình giàu có, nào ngờ sự việc lại trở nên như thế này. Akram đau khổ vì số phận của hai đứa con gái của ông đều bi thảm. Số phận con gái lớn của ông không may mắn nên đã làm ảnh hưởng đến cô con gái nhỏ. Ông cảm thấy vô cùng xấu hổ đến nỗi không dám gặp ai trong khu phố này nữa. Bố Hassan thấy bạn mình đau khổ nhưng cũng không biết làm thế nào để an ủi ông ấy. Em gái Meha nói với mẹ tất cả chuyện này đều là lỗi của Meha. Nếu chị gái đồng ý cưới Hamser ngay từ đầu thì chuyện này đã không xảy ra. Mẹ Meha lúc này chỉ biết an ủi con gái đừng buồn nữa. Sau đó bà đi đến bên chồng mình rồi nói rằng ông đừng quá lo lắng về chuyện này. Akram cảm thấy không biết kiếp trước mình đã làm việc gì xấu mà kiếp này ông trời lại trừng phạt ông như vậy. Bây giờ đến con gái nhỏ của ông cũng không ai dám cưới nữa rồi. Trong lúc bố mẹ Meha đang lo lắng thì lời nói của Hassan liền khiến mọi người vô cùng sốc. Con sẽ cưới em gái Meha. Hassan muốn cưới em gái Meha, điều này khiến mẹ Hassan tức giận ngay lập tức. Bà ta đứng dậy nói con trai mình đừng ở đây nói nhảm nữa. Hassan không quan tâm đến lời của mẹ mình mà đi thẳng đến chỗ của bố Meha. Anh nói lúc trước anh đã không chăm tốt cho Meha nên lần này anh muốn bảo vệ cô em gái của cô. Hassan xin bố Meha hãy cho anh thêm một cơ hội. Bố Hassan rất vui vì con trai mình hiểu chuyện, ông cũng cảm thấy hài lòng với quyết định của anh. Nhưng mẹ Hassan rất tức giận với điều này, bà ta quay đầu bỏ đi trong phẫn nộ. Bên này, anh trai Hamser đang đón bố quay về nhà. Anh nói với bố rằng Seru đã bị bắt và ông ta đang ở đồn cảnh sát. Anh còn nói Hamser đã biết sự thật và đang ở nhà đợi bố về. Bố Hamser nghe xong không hề có chút lo lắng nào. Ông ta bảo con trai hãy đưa ông ta đến đồn cảnh sát trước. Anh trai Hamser tưởng rằng bố anh muốn thừa nhận tất cả việc làm của mình. Bố Hamser xem nơi này như nhà của ông ta vậy. Gặp được Seru, ông ta đã ra tay đánh Seru. Ông ta muốn Seru thừa nhận tất cả những điều Seru nói đều là nói dối. Anh Hamser nói với bố rằng tất cả đã muộn rồi. Anh nói mẹ mình đã nói hết sự thật cho Hamser biết rồi. Bên này, Hamser không biết làm sao để đối mặt với Meha. Anh đành quay lưng lại với Meha rồi liên tục xin lỗi cô. Anh mong Meha có thể tha thứ cho anh. Meha bên này lại tỏ ra thờ ơ, cô nói đời cô chỉ giống như một con kiến, không quan trọng với bất cứ ai. Meha không hề biết rằng trong trái tim của Hamser cô đã chiếm lấy một vị trí rất quan trọng. Hamser không muốn Meha phải chịu tổn thương từ bất kỳ ai. Anh thề với lòng sẽ khiến bố anh phải trả giá. Hamser từ một người có gia tài hàng chục tỷ biến thành một người nghèo chỉ sau một đêm. Anh muốn đưa vợ mình về nhà bố mẹ vợ. Nghe được lời Hamser nói, Meha bất đắc dĩ phải lên xe đi cùng Hamser. Vào ngày hôm qua, Hamser đã phát hiện bố mình là người đứng đằng sau âm mưu hại Meha chết. Bố anh rõ ràng biết con trai mình rất yêu Meha vậy mà lại lên kế hoạch để Meha rời xa con trai mình mãi mãi. Chuyện đã bại lộ nhưng ông ta không hề lo lắng một chút nào. Ông ta còn muốn đuổi Meha ra khỏi ngôi nhà này. Hamser đã vô cùng thất vọng với bố mình. Anh thề cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho bố. Anh nói mình sẽ đưa Meha rời khỏi nhà và đoạn tuyệt quan hệ với bố. Meha không ngờ Hamser lại vì cô mà rời bỏ ngôi nhà của anh. Mẹ Hamser đau lòng nhìn con trai mình rời đi. Bà đã liên tục khóc nhiều ngày kể từ khi người con trai út của bà rời khỏi nhà. Mẹ Hamser mắng chồng mình là vô lương tâm, không những cố ý giết người mà bây giờ đến con trai ông cũng không quan tâm. Bố Hamser khẳng định với vợ rằng Hamser sẽ ngoan ngoãn về nhà sau vài ngày nữa thôi. Ông ấy đã khóa tất cả thẻ của Hamser để anh phải sống một cuộc sống không có một đồng nào trong người. Điều này khiến chị dâu Hamser rất vui vì cuối cùng cô ta đã đạt được mục đích của mình. Cô ta muốn bản thân cô ta là người con dâu duy nhất trong ngôi nhà này. Bên này, Hamser đã đưa Meha đến nhà bạn thân của anh. Anh đã kể cho bạn anh nghe về tất cả mọi chuyện lúc nãy. Trong năm qua anh đã gây quá nhiều tổn thương đến Meha. Anh không những gây rắc rối cho nhà Meha mà bố anh thậm chí còn muốn giết cô. Hamser đang có ý định sẽ rời khỏi Meha để cô có lại tự do của mình. Nhưng những lời Hamser nói khiến Meha rất khó chịu. Cô nói anh muốn cưới là cưới, muốn bỏ là bỏ hay sao? Cô hỏi Hamser rốt cuộc anh xem tôi là cái gì vậy? Hamser đã biến Meha trở thành trò cười của mọi người. Anh còn chọc giận bố Meha đến nỗi hiện tại ông ấy phải bệnh liệt giường. Meha hỏi Hamser anh nghĩ cứ rời bỏ tôi là mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Hamser hứa với Meha ngày mai anh sẽ đích thân đến nhà cô xin lỗi bố mẹ cô. Anh mong mình sẽ có được sự tha thứ của bố mẹ Meha. Ngày hôm sau anh trai Hamser đã đến tìm anh. Hai người không cách nhau nhiều tuổi nên anh trai Hamser rất thương em trai của mình. Mỗi lần Hamser gây chuyện đều là anh trai anh đã nói tốt về anh trước mặt bố. Lần này cũng vậy, dù chuyện này không phải là lỗi của Hamser nhưng anh trai anh vẫn muốn anh quay về xin lỗi bố. Nhưng Hamser không muốn nhượng bộ bố anh lần này. Anh cũng không thể tha thứ cho những việc làm của bố trong quá khứ. Bố Hamser đã khóa tất cả các thẻ của Hamser để anh không có tiền mua bất cứ thứ gì. Nhưng Hamser vốn không quan tâm đến điều đó. Đúng lúc này thì bạn Hamser đang làm bữa sáng cho Hamser và Meha. Meha thấy điều đó thì đã nói mình muốn giúp một tay. Bạn Hamser nhân cơ hội khuyên Meha hãy tha thứ cho Hamser. Anh ấy là người duy nhất biết được Hamser yêu Meha đến nhường nào. Nhưng Meha lại đáp rằng Hamser chính là ác mộng của cô. Cô làm sao có thể đối mặt và yêu thích một cơn ác mộng được chứ? Lời nói của Meha làm bạn Hamser cảm thấy bất lực không thể nói thêm gì. Sau đó Meha đã quay về nhà bố mẹ đẻ.
Về đến nhà, Meha đã đến phòng của em gái đầu tiên. Vì Meha mà em gái cô đã chịu nhiều đau khổ. Em gái Meha đã chịu đựng sự chỉ trỏ của người khác ở trường học. Bây giờ cô cũng đã mất tự do trong việc lựa chọn hôn nhân của mình. Hiện tại Asan là lựa chọn duy nhất của cô. Cô biết Asan đã luôn yêu chị gái của mình. Điều này thật sự không công bằng với em gái của Meha. Bên này, mẹ Asan phản đối hôn sự của con trai một cách kịch liệt. Bố Asan nói cho vợ mình biết đây là quyết định của con trai chứ không phải ông. Mẹ Asan sau đó đã đến khuyên Asan đừng cưới con gái nhà Akram. Nhưng Asan đã quyết tâm rồi. Chỉ cần em gái Meha đồng ý thì anh nhất định sẽ cưới cô về làm vợ. Asan mong mẹ mình đừng đến ngăn cản anh nữa. Samser đã đến nhà gặp bố mẹ của Meha. Samser vốn là một chàng trai kiêu ngạo nhưng hôm nay lại vô cùng khiêm tốn ngồi nói chuyện với bố mẹ Meha. Điều này làm Akram vô cùng bất ngờ, ông không nhận ra con rể của mình nữa. Điều tiếp theo Samser nói còn khiến bố mẹ Meha sốc hơn. Anh xin lỗi về tất cả những điều anh đã gây ra cho gia đình Meha trong năm qua. Anh mong bố Meha sẽ tha thứ cho những gì mà anh đã làm. Bây giờ anh sẵn sàng buông bỏ Meha bất cứ lúc nào. Samser sẽ không ngăn cản tự do của Meha nữa. Anh đã quyết định để có thể rời đi nếu cô muốn. Bố Meha thấy thái độ chân thành của Samser nên đã bỏ qua những chuyện trong quá khứ. Ông nói tiếp theo hãy chờ xem Samser thay đổi như thế nào. Samser không có tiền nên đã tìm đến sự giúp đỡ của bạn anh. Samser đã thuê một ngôi nhà với giá rẻ. Dù nhìn ngôi nhà có hơi tồi tàn nhưng lại có đầy đủ tiện nghi. Samser cùng bạn của mình đã dọn dẹp lại ngôi nhà này. Cuối cùng thì nhìn ngôi nhà cũng đã trông sạch sẽ hơn. Nhưng so với biệt thự thì ngôi nhà này còn kém rất xa. Sau khi dọn dẹp xong thì Samser đã lái xe đến đón Meha về nhà. Đúng lúc này Samser đã gặp được Asan. Asan hỏi Samser anh có bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay không? Samser nói Asan hãy tránh xa anh ra một chút. Nhưng Asan lại đáp rằng đây là khu vực nhà tôi nên anh mới là người phải tránh xa. Samser không muốn gây rắc rối với Asan nên không đáp lời anh. Sau đó Meha đã từ trong nhà bước ra. Asan nói với Meha nếu có ai dám bắt nạt cô thì cô hãy nói với anh để anh trừng phạt người đó. Meha sau đó đã cảm ơn lòng tốt của Asan rồi cô lên xe máy để Samser trở về nhà. Samser đã đưa Meha đến nhà mới. Sau đó Samser đã đến cửa hàng để bán điện thoại của mình. Vì không có tiền trả tiền xe nên anh phải để lại chứng minh thư. Vào cửa hàng anh đã bị ông chủ gây khó dễ. Ông ta đã trả một số tiền ít hơn nhiều so với giá trị của chiếc điện thoại anh đang dùng. Samser không còn cách nào khác đành thỏa hiệp với ông chủ. Sau đó Samser ra xe đưa tiền cho tài xế rồi lấy lại chứng minh thư của mình. Samser nói tài xế hãy đưa anh đến một cửa hàng gần đây để anh mua một số thứ. Tài xế thấy Samser có vẻ ngây thơ nên đã chở anh đến cửa hàng của một người quen. Sau đó ông ta nháy mắt với chủ cửa hàng để lừa tiền của Samser. Nhưng Samser lại không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Mua đồ xong thì Samser lên xe để quay về nhà. Nào ngờ trên đường về anh đã gặp phải một bọn cướp. Bọn chúng dùng súng đe dọa Samser phải đưa cho chúng điện thoại và toàn bộ tiền mà anh đang có. Sau đó bọn cướp đã để ý đến những món đồ mà Samser vừa mới mua. Samser dùng ánh mắt hung dữ nhìn vào tên cướp. Tên cướp không những không sợ mà còn đánh anh. Sau đó bọn chúng cướp hết đồ của Samser rồi rời đi. Từ khi Samser rời khỏi nhà, mẹ anh đã không ăn uống được gì. Bà thấy có người mở cửa nên cứ tưởng con trai út của mình quay về. Anh trai Samser nói với mẹ rằng anh rất muốn làm lành cho bố và em trai. Nhưng trong nhà này ai cũng bướng bỉnh nên không ai chịu nhượng bộ trước người khác. Meha sợ Samser đã quay về biệt thự rồi bỏ cô ở lại đây. Đúng lúc này thì Samser đã quay về nhà. Meha thấy đầu Samser bị thương nên cô nghĩ rằng anh đã đánh nhau với người khác. Samser biết trong lòng Meha anh luôn là một kẻ gây rối nên anh cũng không muốn giải thích nhiều với cô. Anh chỉ nói với Meha là anh sẽ không bao giờ rời xa cô. Những lời của Samser đã làm Meha cảm động. Tối đó, Meha ngủ trên giường còn Samser thì ngủ ở dưới sàn. Meha biết Samser chưa từng phải chịu cực khổ. Bây giờ anh vì cô mà phải sống trong một ngôi nhà chật hẹp nên cô quyết định khuyên Samser quay về biệt thự. Samser nói với Meha rằng đây không phải là điều khó khăn nhất mà anh đã trải qua. Điều khiến anh vô cùng thất vọng là những điều mà bố anh đã làm với Meha. Lúc còn nhỏ Samser từng xem bố anh là một người anh hùng. Anh nghĩ anh đã sống với một quan niệm sai lầm từ khi còn nhỏ. Samser không biết rằng mẹ anh đang rất lo lắng cho anh. Bà suốt ngày khóc lóc cầu xin chồng mình hãy đem Samser quay về nhà. Bố Samser đáp rằng ông đã buông bỏ đứa con này rồi. Bởi vì Samser vì một người phụ nữ mà chống đối lại với bố anh. Lời của bố Samser làm mẹ Samser vô cùng lo lắng. Bà không muốn mất đi con trai của mình. Ngày hôm sau, Meha phàn nàn rằng bữa sáng của họ chỉ có cà phê. Vì toàn bộ đồ ăn hôm qua Samser mua đã bị cướp hết. Samser nói Meha hãy yên tâm để anh chuẩn bị mọi thứ cho cô được tốt hơn. Sau đó bạn Samser đã đến nhà Samser để đưa đồ ăn sáng cho hai vợ chồng. Điều này khiến Meha và Samser rất cảm động. Bạn Samser nói chúng ta là bạn bè thì đây là việc nên làm mà thôi. Nhưng Samser không muốn nhận ân tình từ bạn mình nữa. Anh đã nhờ bạn mình tìm giúp anh một công việc. Bạn Samser sau đó nói Samser không làm được đâu. Anh khuyên Samser nên đưa Meha về biệt thự. Nhưng Samser đã quyết tâm sẽ không còn quan tâm gì đến ngôi biệt thự đó nữa. Anh nói dù là việc gì thì anh cũng có thể làm được.
Bạn Hamster nghe vậy thì đành đồng ý với Hamster. Hamster đã đến một công ty để xin việc nhờ vào khả năng của mình. Nhưng mọi người trong công ty đã nhanh chóng nhận ra anh. Họ sợ nếu nhận anh vào làm thì sẽ bị bố anh gây rối. Thế là người trong công ty đã trực tiếp không nhận hồ sơ của Hamster. Hamster đã xin việc ở nhiều nơi nhưng không ai dám thuê anh. Điều này đã khiến Hamster trở nên tức giận. Hamster rất muốn xin việc nhưng anh cũng không còn cách nào khi cứ bị từ chối liên tục. Mẹ Hamster vì nhớ con trai nên đã đến nhà Hamster để thăm anh. Nhìn tình cảnh của Hamster hiện tại, bà không khỏi đau lòng cho con trai. Bà ta đem mọi sự tức giận chút lên người của Meha. Nếu không phải vì Meha thì Hamster đã không cãi nhau với gia đình anh. Nhưng Meha cho rằng đây không phải là lỗi của cô. Đúng lúc này thì Hamster đi đến. Mẹ Hamster muốn anh quay về biệt thự sống. Nhưng Hamster đáp rằng anh không thể tha thứ cho bố anh được. Nếu bố anh không đến đồn cảnh sát để tự thú thì anh sẽ không bao giờ quay về nhà. Lời nói này của Hamster đã chọc giận mẹ anh. Bà thẳng tay tát vào mặt của Hamster. Meha thấy được cảnh này đã không khỏi bất ngờ. Điều này làm Hamster rất đau lòng vì anh biết anh đã làm trái tim của mẹ anh tan nát. Sau đó Meha muốn đến đồn cảnh sát để tố cáo bố của Hamster. Cô không muốn Hamster đi cùng mình nhưng anh cứ nhất quyết đi theo cô. Cuối cùng Hamster và Meha đã vào đồn cảnh sát cùng nhau. Vừa vào đồn cảnh sát thì người cảnh sát đã nhận ra danh tính của Hamster. Người cảnh sát nghe Meha muốn tố cáo bố của Hamster thì liền không khỏi sửng sốt. Cảnh sát hỏi Hamster có phải đã uống quá nhiều hay không mà lại muốn tố cáo bố mình. Bởi vì bố Hamster là một nhân vật nổi tiếng trong thành phố nên cảnh sát không dám nhận vụ này. Sau đó người cảnh sát nói Meha hãy đến những trụ sở cao hơn để tố cáo chuyện này. Điều này khiến Meha rất tức giận, cô nghĩ người cảnh sát đang cố tình che giấu cho bố Hamster. Sau đó Meha đã đứng lên rời khỏi đó ngay lập tức. Người cảnh sát khuyên Hamster đừng vì một người phụ nữ mà chống lại bố của mình. Sau khi Hamster rời đi thì người cảnh sát đã gọi đến bố Hamster. Anh ta kể lại chuyện Hamster đã đến đồn cảnh sát tố cáo cho bố Hamster nghe. Điều này khiến bố Hamster vô cùng sốc. Ông ta nghĩ có lẽ người con này của ông đã quyết tâm chống lại bố rồi. Sau khi gác máy, bố Hamster đã lập tức tập hợp các luật sư của ông ta lại. Ông ta muốn loại bỏ Hamster ra khỏi danh sách thừa kế. Mẹ Hamster biết được thì đã ngay lập tức đến ngăn cản bố Hamster. Nhưng bố Hamster bây giờ muốn đứa con phản bội mình phải trả một cái giá đắt. Ông ta muốn Hamster sau này có hối hận thì cũng đã không kịp nữa. Sau đó bố Hamster ký tên vào di chúc của mình. Hành động của bố Hamster đã làm vợ ông vô cùng đau lòng. Ngày hôm sau, Hamster thấy tin của gia đình mình trên báo. Anh đã biết được chuyện mình đã bị loại khỏi danh sách thừa kế. Hamster đã không hề mong đợi điều này xảy ra. Hôm nay Hamster đã hứa với Meha rằng anh sẽ tìm được việc làm. Nhưng Meha tin rằng Hamster không có khả năng để xin được việc làm. Sau đó Meha đã thấy tin Hamster bị loại khỏi danh sách thừa kế ở trên báo. Hamster thật sự đã vì cô mà mất hết tất cả. Sau đó thì chủ nhà đưa người đến sửa nhà cho hai vợ chồng. Nhưng vì Hamster không có nhà nên Meha không dám để họ vào trong nhà. Meha đã gọi cho Hamster nhưng không liên lạc được với anh. Sau đó Meha đã nói chủ nhà hãy đến vào buổi tối đi. Điều này đã khiến chủ nhà tức giận rồi rời đi. Meha vào nhà gọi cho bạn của Hamster. Bạn Hamster đã kể cô nghe chuyện Hamster bán điện thoại nhưng đã bị lừa hết tiền. Meha thật sự không ngờ đến việc Hamster đã hoàn toàn rơi vào cảnh tuyệt vọng. Đến tối, Meha ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghe tiếng Hamster thì cô mới dám mở cửa cho anh vào. Sau đó Meha đã lấy điện thoại của mình đưa cho Hamster. Cô hy vọng Hamster có điện thoại bên mình thì sẽ thuận lợi tìm việc hơn. Hamster nói với Meha rằng đừng lo lắng vì chúng ta sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi. Đến tối, Meha nghe thấy tiếng động trong nhà nên đã thức dậy đi xem tình hình. Meha cầm thêm một cây gậy rồi đến nhà bếp xem thử. Lúc cô đi vào nhà bếp thì mới phát hiện tiếng động đó là của Hamster. Thì ra cả ngày nay anh vẫn chưa ăn gì nên đã vào nhà bếp tìm đồ ăn. Meha thấy được điều này thì liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Ngày hôm sau Meha quyết định sẽ về nhà bố mẹ đẻ. Không có phương tiện đi lại nên Hamster đành mượn xe máy của bạn mình. Hamster đưa Meha đến nhà mẹ cô rồi nói tối sẽ đến đón cô về nhà. Sau đó thì Meha gặp được Asan. Asan biết cuộc sống của Meha bây giờ chắc chắn đang thiếu thốn nên đã đưa tiền lương của mình cho Meha. Meha nhận tiền của Asan rồi nói cô sẽ sớm trả tiền lại cho anh. Nhưng Asan bảo cô đừng khách khí vì họ giống như người một nhà với nhau. Bên này, anh trai Hamster khuyên bố mình hãy thay đổi lại quyết định thừa kế. Anh mong bố mình và em trai đừng tiếp tục tranh cãi. Anh trai Hamster nói với bố dù gì thì Hamster cũng là con của bố mà. Nhưng bố Hamster đáp rằng bây giờ trong nhà này ông ta chỉ còn một đứa con duy nhất là anh trai Hamster. Bố Hamster nói ông ta đã không xem Hamster là con trai của mình nữa. Mục đích của bố Hamster khi làm những chuyện này là vì muốn khiến Hamster phải hối hận. Ông ta muốn Hamster phải nhận lấy hậu quả khi anh đã không nghe lời của ông ta. Sau đó bố Hamster đến nói chuyện với vợ mình. Nhưng lúc này mẹ Hamster cứ luôn nhắm mắt mà không trả lời ông ta. Dù bố Hamster có lay vợ mình thế nào thì bà vẫn không có chút phản ứng nào. Đến tối, Meha đã ngủ thì nghe được tiếng gõ cửa. Thì ra là Hamster đã cả ngày không ăn gì nên đã đến tìm cô. Meha sau đó đã nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho Hamster. Hamster thấy thức ăn trên bàn liền cảm thấy bất ngờ.
Từ trước đến nay anh luôn được ăn uống đầy đủ và chưa từng phải chịu cảnh khổ cực như thế này. Meha nhìn thấy sắc mặt của Samser thì có chút lo lắng. Cô hỏi Samser có phải anh không muốn ăn không? Samser đã lập tức đưa tay lấy thức ăn bỏ vào miệng mình. Meha biết một thiếu gia như Samser sẽ không thể nào ăn những loại thức ăn dân gian như thế này. Nhưng bây giờ Samser rất đói nên đã có thể ăn rất ngon miệng. Đây là món ngon nhất mà anh từng ăn. Khi người ta đói thì ăn đá cũng cảm thấy ngon. Bên này, mẹ Samser đã được đưa đến bệnh viện. Nhờ sự điều trị của bác sĩ nên bà ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tình hình của mẹ Samser hiện tại rất nghiêm trọng. Cho dù có phẫu thuật thì tình hình cũng không mấy khả quan. Nghe thấy điều bác sĩ nói, bố Samser cảm thấy rất chán nản. Sau đó bố Samser đi đến phòng bệnh của vợ mình. Ông nhìn vợ mình đang bệnh nặng nên không khỏi đau lòng. Nhìn thấy ánh mắt của vợ, ông ta đã bảo vợ mình đừng lo lắng gì cả. Ông ta an ủi vợ mình rằng bệnh của bà ấy sẽ nhanh chóng ổn thôi. Nhưng lời nói đầu tiên mẹ Samser phát ra là gọi tên Samser. Điều bà muốn thấy bây giờ nhất là con trai út của mình. Bố Samser an ủi vợ rằng ông ta đã cử người đi tìm Samser, hai mẹ con sẽ sớm gặp mặt nhau thôi. Lời nói của bố Samser đã làm mẹ Samser yên tâm phần nào. Nhưng sau khi ra khỏi phòng bệnh, ông ta đã dặn anh trai Samser không được nói chuyện này cho Samser biết. Bên này, Meha vì để giảm bớt áp lực của Samser nên cô đã chủ động tìm việc làm. Samser đã chở cô đến nơi phỏng vấn từ sớm rồi nói tối đến anh sẽ ghé đây đón cô. Những thay đổi của Samser đã làm Meha có cảm tình hơn với anh. Samser nhìn Meha bây giờ càng lúc càng giống một người vợ. Điều này khiến Samser cảm thấy rất hạnh phúc. Sau đó, Samser đã đến phỏng vấn ở một công ty. Anh rất lo lắng vì sợ mình sẽ bị từ chối một lần nữa. Nhưng hồ sơ của anh cuối cùng cũng không đạt được yêu cầu. Vì anh đã không hoàn thành việc học của mình nên đã bị từ chối. Điều này khiến Samser cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ vậy. Samser chưa từng nghĩ xin việc lại khó khăn đến thế này. Trên đường về thì xe của Samser đột nhiên hết xăng. Samser đành dắt xe đi tìm một chỗ để đổ xăng. Đúng lúc này thì Samser nhìn thấy một tin tuyển dụng tại một siêu thị. Khi ông chủ xem hồ sơ của anh, Samser lại bắt đầu lo lắng. Anh sợ mình sẽ bị từ chối một lần nữa. Ông chủ thấy Samser căng thẳng nên đã đồng ý cho anh một cơ hội để làm việc. Điều này làm Samser rất vui. Mặc dù mỗi ngày chỉ được trả 50 USD nhưng anh hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ. Chỉ cần tìm được việc làm thì Samser đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Bên này, Meha đã may mắn hơn Samser rất nhiều. Hồ sơ của cô đã gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Cứ như thế Meha đã thành công tìm được việc làm. Nhà tuyển dụng muốn đưa Meha ra ngoài để cô làm quen với đồng nghiệp mới. Điều này khiến Meha rất vui. Cô muốn báo tin mừng này cho Samser càng sớm càng tốt. Sau đó Samser đã đến đón Meha. Meha thấy Samser thì đã ngay lập tức báo tin vui với anh. Nghe thấy điều này thì Samser không khỏi bất ngờ. Mỗi ngày Meha kiếm được 300 USD còn anh thì chỉ kiếm được có 50 USD. Bây giờ Samser cảm thấy rất xấu hổ trước Meha. Dưới sự tra hỏi của Meha, Samser đành phải nói dối về công việc của mình. Một ngày anh kiếm được 500 USD. Ngày hôm đó, Samser đến tham dự lễ cưới của Asan và em gái Meha. Một dịp đông người như vậy khiến Samser cảm thấy khó chịu trong người. Meha thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Samser vì cô cảm thấy lo lắng cho anh. Asan cuối cùng cũng đã cưới em gái Meha. Dù trước đây người anh thích là Meha nhưng cô đã bị Samser cướp mất. Samser nghe thấy lời thề trong hôn lễ thì liền nhớ lại khoảnh khắc anh đã ép hôn Meha. Lúc đó cả bố và mẹ Meha đều vô cùng tuyệt vọng. Anh đã không được bất cứ ai chúc cho hôn lễ của mình. Nhìn đám cưới vui vẻ và được chúc phúc của Asan và em gái Meha, Samser đã tự thầm trách bản thân mình. Trong lúc họ chụp ảnh gia đình, Samser không có can đảm bước đến để chụp hình cùng. Anh sợ mọi người trong nhà sẽ không vui khi thấy anh. Đúng lúc này thì có một cậu bé chạy qua bị vấp ngã. Anh muốn đứng dậy đỡ cậu bé nhưng mẹ cậu bé đã nhanh chóng chạy đến. Anh thấy tình cảm của hai mẹ con đó liền nhớ đến mẹ của anh. Samser ở hôn lễ Asan và em gái Meha mà không vui chút nào. Meha muốn Samser gần gũi với gia đình cô hơn, cô không muốn anh cứ sống mãi trong quá khứ. Nghe Meha nói vậy, Samser đã nghĩ đến bố của mình. Anh nghĩ nếu bây giờ anh gọi điện cho bố thì bố nhất định sẽ tha thứ cho anh. Bố Samser đã trực tiếp đưa điện thoại cho anh trai Samser. Lúc này có một cô y tá bước đến thông báo tình hình của mẹ Samser đã trở nên nguy cấp. Bác sĩ và bố Samser đã đến phòng bệnh ngay lập tức. Samser, mẹ sắp qua đời rồi. Samser nghe anh trai nói xong liền choáng váng ngay tại chỗ. Anh hỏi thăm y tá rằng phòng bệnh của mẹ anh đang ở đâu. Nhưng y tá không tìm được phòng bệnh của mẹ anh. Xin lỗi anh, bà ấy vừa mới qua đời rồi ạ. Chuyện này đột ngột xảy ra làm Samser không thể nào chấp nhận được. Sau đó Samser chạy như điên đến biệt thự. Anh trai thấy Samser đến nên đã đi lại chỗ Samser. Có chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Samser muốn vào trong nhà nhưng anh trai anh đã ngăn anh lại. Khi Samser vào nhà thì anh chỉ thấy được quan tài của mẹ mình. Anh muốn đến gần quan tài thì lúc này bố anh đang đi xuống cầu thang. Ông ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Samser. Ông ta dường như đã quên mất Samser là con trai của mình. Thấy bố mình đứng trước mặt, Samser dùng ánh mắt cầu xin để nhìn bố. Bố Samser lúc này cũng dịu lại rồi ôm anh vào lòng. Hai cha con đã tranh cãi nhau trong nhiều ngày qua, cứ tưởng rằng họ sẽ làm hòa tại đây.
Nhưng lời nói tiếp theo của bố đã làm Samser thất vọng vô cùng. Sao cậu dám vào nhà tôi? Lời nói của bố đã khiến Samser cảm thấy vô cùng đau lòng. Samser cầu xin bố hãy để anh gặp mẹ lần cuối. Nhưng bố Samser không cho Samser cơ hội này. Ông ta muốn anh mãi mãi phải hối hận. Ông ta đã xem chuyện này như một hình phạt dành cho Samser. Mặc cho Samser cầu xin thảm thiết, bố anh vô cùng tuyệt tình bảo anh trai đuổi Samser ra khỏi nhà. Samser chỉ còn có thể nhìn chằm chằm vào quan tài của mẹ mình. Trên đường về, Samser đã lái xe máy trong sự đau khổ. Não anh liên tục nghĩ đến những lời nói vừa rồi của bố mình. Meha không tìm thấy Samser nên đã lo lắng gọi cho anh. Đến lúc cô về nhà thì thấy Samser đang ngồi một mình trong phòng khách. Meha trách Samser khi anh không chịu ngồi lại đến hết đám cưới thì đã rời đi. Sau đó Samser ngẩng đầu lên, mắt anh lúc này đã không ngừng lệ. Meha chưa từng nhìn thấy Samser khóc bao giờ. Nhìn Samser khóc, Meha cũng cảm thấy đau lòng. Mẹ anh mất rồi. Những lời Samser nói khiến Meha không khỏi đau lòng thay anh. Bố của anh còn không cho anh gặp mẹ lần cuối. Meha thấy Samser suy sụp nên cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Samser sau đó đã ngã vào lòng Meha khóc như một đứa trẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên Meha đi làm, nhưng cô muốn xin nghỉ để ở bên Samser vì mẹ anh mới mất. Samser biết không dễ gì Meha mới có một công việc nên anh quyết định sẽ chở Meha đi làm. Đến nơi Samser dặn Meha khi nào về thì hãy gọi điện cho anh. Sau khi Meha đi làm thì Samser đã đi thẳng đến mộ của mẹ mình. Nhìn người mẹ đã từng yêu anh hết mực nay lại nằm trong mộ khiến anh đau lòng vô cùng. Nỗi nhớ về mẹ khiến Samser không ngừng rơi nước mắt. Anh mong một ngày nào đó anh có thể gặp lại mẹ trên thiên đường. Nếu có ngày đó anh nhất định sẽ cầu xin sự tha thứ từ mẹ mình. Sau đó anh đến siêu thị để đi làm thì ông chủ đã hỏi anh tại sao anh lại đi trễ. Samser chỉ có thể giải thích rằng xe anh đã bị hỏng trên đường. Ông chủ biết Samser đang nói dối nên đã phạt Samser làm thêm giờ vì đã đi muộn. Trong lúc Samser đang làm việc thì Meha đã gọi đến thông báo cô sắp tan làm. Nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Bây giờ anh không có thời gian để đón em được. Nghe giọng Samser trong điện thoại, Meha bắt đầu nghi ngờ rằng liệu Samser có thật sự đang làm việc tại văn phòng không. Cô không biết vì sao môi trường làm việc của Samser lại ồn ào đến thế. Đến giờ Samser chuẩn bị tan làm thì ông chủ muốn anh làm thêm giờ để giúp ông ấy chuyển đồ vô kho. Ông nói mình có thể trả thêm cho Samser 15 USD cho một tiếng làm việc. Cứ như thế người đàn ông từng kiêu ngạo như Samser đã phải làm người khuân vác đồ vào kho của siêu thị. Cả ngày Samser chưa ăn gì nên Meha đã chuẩn bị đồ ăn cho anh. Nhìn dáng vẻ ăn uống của Samser, cô đã hỏi anh về sự nghi ngờ của mình. Anh làm ở đâu vậy? Samser biết Meha đã nghi ngờ nên anh không còn cách nào khác đành nói sự thật với cô. Meha rất tức giận khi Samser nói dối cô. Samser đáp rằng anh chỉ không muốn cô lo lắng cho anh. Meha biết Samser rất chán nản nhưng cô không biết làm thế nào mới có thể an ủi được anh. Cô muốn anh có thể vui vẻ lạc quan trở lại. Meha đã chuẩn bị quần áo cho Samser từ sớm. Nhưng cô vẫn không muốn anh làm công việc nặng nhọc này. Samser nói Meha đừng lo lắng cho anh. Vì bố mà Samser không thể tìm được công việc khác. Samser nhìn vào mắt Meha, anh đã cảm nhận được tình yêu của cô. Chỉ cần tình yêu của Meha thì Samser chấp nhận vượt qua tất cả khó khăn này. Bởi vì Meha chính là ánh sáng của đời anh. Nhưng Samser không biết rằng sự đàn áp của bố anh sẽ không dừng lại ở đây. Bố Samser đến đồn cảnh sát tìm Seru. Ở trước mặt cảnh sát, bố Samser muốn Seru phải tiếp tục truy giết Meha. Ông ta muốn Samser hoàn thành việc mà ông ta vẫn chưa làm được. Lần này Seru nhất định phải giết được Meha, nếu không bố Samser sẽ giết ông ta. Bên này, Asan đã hoàn thành được mong ước của anh là kết hôn với em gái Meha. Nhưng mẹ Asan vẫn không thể chấp nhận được cuộc hôn này. Ngày đầu tiên sau đám cưới của con trai, bà ta đã gọi cho mẹ Meha để phàn nàn. Bà ta nói em gái Meha đã ngủ đến giờ này mà không chịu thức dậy nấu ăn cho mẹ chồng. Mẹ Meha biết mẹ Asan không có cảm tình với con gái của mình. Bà biết sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn của em gái Meha. Mẹ Asan sau đó đã đến gõ cửa phòng Asan. Bình thường bà ta sẽ nấu ăn trong nhà nhưng hôm nay đã có con dâu nên bà ta muốn em gái Meha thức dậy để nấu ăn. Vậy mà em gái Meha đã ngủ đến trưa mà không ra khỏi phòng. Bà ta mắng em gái Meha là một cô gái không hề đảm đang chút nào. Asan giải thích với mẹ rằng vợ con chỉ mới kết hôn vào hôm qua nên vẫn chưa biết chuyện đó đâu ạ. Mẹ Asan nói nếu cô ta đã bước vào nhà này rồi thì phải phục vụ cho gia đình này. Asan không dám phản bác mẹ mình nên đã nói em gái Meha hãy thức dậy rồi đi nấu ăn cho gia đình. Bữa sáng của cả gia đình đã bắt đầu. Em gái Meha đã nấu cả bàn đồ ăn nhưng mẹ chồng cô vẫn không hài lòng. Bà ta nói thức ăn em gái Meha làm không phù hợp với gia đình này. Bà ta còn trách cô không biết một chút phép tắc nào khi làm dâu. Bố Asan nghe vợ mình nói vậy thì đã giải thích rằng con dâu chỉ mới về nhà nên còn chưa quen mọi việc. Nhưng mẹ Asan lại trách cô rằng cô đã không nghiêm túc trong việc của mình. Em gái Meha không muốn tranh cãi với mẹ chồng nên đã nói với bố chồng việc cô muốn được học tiếp để thi đại học. Đây là một chuyện tốt đó. Không, làm sao chuyện này là chuyện tốt chứ? Không, con chỉ xin được đi học tiếp thôi. Sau khi đi học về con sẽ tiếp tục làm việc nhà. Câu trả lời của em gái Meha khiến mẹ Asan không biết nói gì thêm. Nhưng bà ta vẫn không ủng hộ chuyện cô tiếp tục đi học. Bà ta muốn cô phải luôn luôn ở nhà. Điều này đã khiến em gái của Meha vô cùng tức giận.
Em gái Meha về nhà mẹ đẻ để phàn nàn về mẹ chồng mình. Cô nói rằng vì chị gái mình nên cô mới phải kết hôn với Asan. Cô trách mẹ lúc nào cũng bảo vệ chị gái hơn cô. Nói xong thì em gái Meha liền rời đi. Bố cô đã đứng ở một bên nghe thấy tất cả. Ông bắt đầu thầm trách bản thân mình. Ông cảm thấy mình là một ông bố vô dụng khi không thể đem lại hạnh phúc cho hai cô con gái. Con gái lớn của ông đã không may mắn trong hôn nhân và điều đó còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô con gái nhỏ. Asan đã gặp Samser khi anh đang mua đồ ở siêu thị. Nhìn thấy người đàn ông từng vô cùng kiêu ngạo nay lại phải làm thu ngân trong siêu thị khiến Asan rất thỏa mãn trong lòng. Xin lỗi, anh nhặt lên đi, tiền đó là tiền bo thêm. Samser nhìn số tiền dưới đất, nếu là trước đây thì anh đã đấm vào mặt Asan. Nhưng bây giờ Samser đã có thể chịu đựng mọi sự sỉ nhục. Ông chủ cũng đã thấy cảnh này và ông ấy cũng cảm thấy bất bình thay cho anh. Ông chủ bắt đầu nghi ngờ về danh tính của Samser. Ông đã hỏi bố của Samser là người như thế nào. Samser không muốn ông chủ biết về bố của mình, anh chỉ muốn làm việc chăm chỉ mà thôi. Ông chủ cho rằng Samser đang gặp phải chuyện gì đó cho nên anh mới kiên nhẫn chịu đựng như vậy. Samser nói rằng anh đã mắc phải một sai lầm trong tình yêu của mình nên bây giờ anh mới trở thành như thế này. Ông chủ sẽ không bao giờ biết rằng Samser là con trai của một doanh nhân cực nổi tiếng trong thành phố. Asan đến phỏng vấn tại công ty mà Meha đang làm việc. Gặp được Meha, Asan cảm thấy rất vui. Asan nói rằng mình đã gặp Samser làm việc trong siêu thị. Anh biết Samser đã mất quyền thừa kế nên anh rất lo cho cuộc sống sau này của Meha. Nhưng Meha không quan tâm Samser làm công việc gì và cô cũng hài lòng với công việc anh đang làm. Bên này, bố Samser đã thả Seru ra khỏi đồn cảnh sát. Tiếp theo, ông ta đã ra lệnh cho Seru đi giết Meha. Anh trai Samser hiện tại đang rất lo lắng cho em trai của mình. Samser đang ở trong một ngôi nhà chật hẹp và còn làm việc tại một siêu thị. Anh trai Samser đã kể cho bố nghe việc em trai anh đang làm thu ngân tại một siêu thị. Anh cứ tưởng bố mình sẽ lo lắng cho em trai, nào ngờ ông ta yêu cầu anh đừng nhắc đến Samser trước mặt ông. Ông ta nói bởi vì Samser đã tự mình rời khỏi nhà này nên nếu Samser muốn quay lại thì đầu tiên là phải rời Sameha đã. Anh trai Samser bất lực trước người bố bướng bỉnh của mình rồi anh rời đi. Nhưng anh ấy không biết rằng bố mình thật sự rất thương Samser. Nhưng ông ta không thể chấp nhận để con trai mình ở bên một người phụ nữ như Meha. Bên này, Meha đã tan làm, cô muốn bắt taxi để quay về nhà bố mẹ đẻ. Lúc này Asan chạy xe tới và muốn đưa Meha đi. Ban đầu Meha hơi do dự nhưng vì Asan quá nài nỉ nên cô đã đồng ý lên xe anh. Anh không bước tới ngăn cản mà lại để Meha rời đi. Đến nhà Meha, cô bước xuống xe Asan rồi đi vào nhà. Em gái Meha đã thấy chị gái bước ra từ xe của chồng mình. Cô biết Asan yêu Meha rất sâu đậm. Nhìn ánh mắt tràn đầy tình yêu của Asan dành cho Meha, cô cảm thấy rất tức giận. Tối đó, Meha gõ cửa phòng của Samser. Nhưng Samser trong này vẫn đang nhớ tới hình ảnh cô lên xe Asan rồi rời đi. Lúc trước Asan đã từng rất thích Meha nhưng anh đã đánh mất cô khi cô bị Samser ép cưới. Hiện tại Samser đã trở nên nghèo khổ và còn đi một chiếc xe máy tồi tàn. Anh thấy Meha lên xe Asan thì liền có cảm giác anh đã không thể đem lại hạnh phúc cho Meha. Đến khi Meha về nhà thì cô đã trách anh tại sao lại không đến đón cô khi cô tan làm. Anh tưởng em thích đi xe của người khác, anh thấy em đã lên xe của Asan. Bây giờ em và Asan làm cùng công ty, anh ấy đã thấy em đứng đợi ở đó. Meha biết Samser đang nghe nên cô đã trấn an Samser. Cô nói cô không hề thích Asan một chút nào. Cô yêu cầu Samser đừng nói đến chuyện này trong tương lai. Samser nghe Meha nói thì anh biết mình đã sai. Anh cảm thấy mình không nên nghi ngờ Meha như vậy. Tối đó trời bỗng dưng có bão nên Meha đã đến gõ cửa phòng Samser. Cô nói mình sợ ở một mình nên cô muốn ngủ cùng Samser. Samser vô cùng bất ngờ khi nghe Meha nói điều đó. Kể từ khi kết hôn, hai vợ chồng chưa từng thân thiết với nhau như thế này. Meha đã không còn sợ hãi Samser nữa. Trong tim cô bây giờ Samser đã có một vị trí đặc biệt. Cô cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh Samser. Điều này khiến Samser rất ngạc nhiên. Anh cảm thấy mọi chuyện đều đáng giá vì anh đã có được trái tim của Meha. Nhưng anh sẽ không biết rằng bố anh đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của ông ta. Ông ta chủ động tìm đến Seru. Ông ta ra lệnh cho Seru phải giết Meha trong đêm nay. Sau đó ông ta cử thêm một người nữa đến để quan sát hành động của Seru. Bố Samser nói với cấp dưới rằng chỉ cần Seru giết được Meha thì sẽ hành động. Cấp dưới đã hiểu được ý của bố Samser. Lúc này Seru đã bắt đầu đột nhập vào nhà của Samser. Ông ta lặng lẽ đi vào nhà của Samser. Meha nghe thấy tiếng động nên đã đánh thức Samser dậy. Sau đó hai người đã đi ra ngoài cửa. Hai người thấy Seru đang đứng ở trong nhà mình. Lúc này đột nhiên đèn sáng trở lại, Seru đã cởi khăn trùm mặt ra. Samser hỏi Seru đang làm gì ở trong nhà anh. Seru rút súng ra rồi chĩa vào Samser. Samser đứng ở phía trước che cho Meha. Seru thấy điều đó thì đã đưa súng xuống. Kể từ khi ông ta lạc mất con trai của mình thì ông ta đã quyết định không giết ai nữa. Người ở ngoài quan sát rất lâu mà không nghe thấy tiếng súng. Bố Samser lo lắng nên đã gọi cho cấp dưới của mình hỏi tình hình thế nào rồi. Cấp dưới nói bố Samser cứ yên tâm vì Seru rất ít khi thất bại trong nhiệm vụ của mình. Bố Samser nghe xong thì đã cảm thấy an tâm hơn.
Ông đã luôn nghĩ việc con trai ông rời đi và vợ ông mất là lỗi của Meha. Terry đã kể toàn bộ sự thật cho Samser và Meha nghe. Samser biết thủ phạm đứng đằng sau việc này lại là bố anh một lần nữa. Anh không ngờ bố anh lại là một người tàn nhẫn đến như vậy. Ông ta không chỉ muốn làm tổn thương Meha một lần mà ông ta thật sự muốn cô phải chết. Samser quyết định muốn đưa bố mình ra tòa. Anh muốn Terry đứng ra làm nhân chứng cho vụ này. Terry nói mình sẽ bị giết nếu như nhiệm vụ không thành công. Ông ta nói với Samser ông ta cần phải sống thì mới giúp được cho anh. Ông ta nói những người bên ngoài đang chờ đợi để giết ông ta. Sẽ không ai giết ông đâu. Tôi sẽ cứu ông. Chỉ cần Terry giúp Samser làm nhân chứng thì Samser sẽ đảm bảo an toàn cho ông ta. Đến khi Terry rời đi thì cảnh sát đã đến gõ cửa nhà của Samser. Có một tên tội phạm đã vượt ngục rồi đến gần đây. Tôi không thấy ai khác cả. Chúng tôi phải khám xét nhà của anh. Cảnh sát ban đầu định giết Terry sau khi ông ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ họ đã biết Terry đã thấy bại và bỏ chạy. Bố Samser cũng đã biết chuyện này. Ông ta rất tức giận. Ông ta trách người cảnh sát vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh sát hứa với bố Samser rằng mình sẽ tìm được Terry trong vòng 7 ngày. Bố Samser đồng ý cho cảnh sát thêm một cơ hội để bắt Terry về. Đúng lúc này Samser đã chủ động tìm đến nhà của bố anh. Bố Samser nghe thấy đã đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài gặp anh. Ông tưởng rằng Samser đã thay đổi quyết định của mình, nào ngờ anh đã biết được sự thật. Con ở đây để cảnh cáo bố lần cuối cùng. Nếu có ai đó cố làm hại vợ của con, thì con sẽ làm gì? Bố biết rõ mà, rằng con có thể làm ra những chuyện điên rồ vì Meha. Đừng bao giờ làm tổn thương Meha dưới bất cứ hình thức nào. Nếu không, bố sẽ đối mặt với nguy cơ mất hết tất cả. Bố Samser không ngờ rằng con trai mình vì một người phụ nữ mà coi ông như kẻ thù. Nhìn dáng vẻ của Samser bây giờ khiến ông ta rất đau lòng. Nhưng ông ta không thể nào ngừng oán hận Meha. Samser không hiểu vì sao bố mình lại tàn nhẫn như vậy. Anh đã rời khỏi biệt thự và từ bỏ quyền thừa kế mà bố vẫn không buông tha cho anh. Nhưng bố Samser đã quyết tâm chống đối lại con trai mình. Ông ta muốn Samser biết rằng trong cuộc đời ông chưa từng mất bất cứ thứ gì. Chỉ cần có thể loại bỏ Meha thì ông ta sẽ làm bằng bất cứ giá nào. Samser nghe bố mình nói mà thất vọng vô cùng. Anh cũng đã quyết định sẽ chiến đấu tới cùng với bố mình. Anh muốn bố mình sẽ hối hận suốt phần đời còn lại. Sau khi Samser rời đi thì bố anh đã nở ra một nụ cười hung ác. Samser quay về nhà với tâm trạng vô cùng chán nản. Samser không hiểu vì sao bố mình lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Anh đã rời khỏi nhà và từ bỏ quyền thừa kế mà bố anh vẫn luôn gây rối cho anh. Meha nói với Samser rằng người mà bố anh luôn căm hận là cô chứ không phải anh. Meha mong Samser có thể bỏ qua những lỗi lầm của bố anh trong quá khứ. Bởi vì bây giờ họ đã ở bên nhau rồi nên cô mong Samser không tiếp tục sống trong quá khứ nữa. Samser vô cùng yêu Meha. Kể từ lần đầu tiên anh gặp cô đến nay cô vẫn không hề thay đổi chút nào. Trong lòng Samser Meha luôn có một vị trí đặc biệt, anh đã yêu cô rất sâu đậm. Anh đã thắng em rồi. Sau khi kết hôn thì em gái Meha không ngày nào được vui vẻ. Mẹ chồng cô vẫn luôn gây khó dễ cho cô. Bà ta nói bố cô hôm qua đã đến đây để bảo vệ con gái của mình. Bà ta mỉa mai cô thật biết cách phàn nàn với nhà bố mẹ đẻ của mình. Bà ta khuyên cô hãy rời xa con trai bà ta đi thì cô sẽ có cuộc sống tự do trở lại. Mẹ à, con đã phàn nàn điều gì chứ? Bố Asan và Asan nhìn bà ta gây rắc rối cho em gái Meha mà không khỏi khó chịu trong lòng. Điều này làm bà ta tức giận hơn. Asan tức giận nói mẹ mình đừng quá đáng như thế nữa rồi rời đi. Thế là em gái Meha cũng rời đi theo chồng mình. Thấy hai đứa con chưa kịp ăn sáng đã bị vợ mình la mắng, bố Asan cũng không còn muốn ăn thêm. Bên này, Samser đã đưa Meha đi làm. Sau đó, anh sẽ đến đồn cảnh sát để kiện bố của anh. Meha nói rằng bây giờ chúng ta đã sống trong hạnh phúc rồi nên em mong anh không tiếp tục sống trong quá khứ nữa. Samser đã đồng ý với Meha sẽ tạm gác lại chuyện này. Đúng lúc này thì Asan đã đến cửa công ty. Anh muốn nói chuyện và xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Meha. Nhưng Meha lại không muốn tiếp tục nói chuyện với Asan. Trong tim cô bây giờ chỉ có Samser và Asan thì đã là chồng của em gái cô rồi. Cô ấy đã nói cô ấy không muốn nói chuyện với anh mà. Rời khỏi đây đi. Meha nói lời nói của Samser cũng chính là suy nghĩ của cô. Những lời Meha nói làm Samser rất cảm động. Còn Asan thì cảm thấy rất đau lòng khi Meha lạnh lùng với anh như vậy. Anh không ngờ Meha đã thật sự yêu người như Samser. Asan tức giận muốn gây rối với Samser. Samser nói hy vọng Asan sẽ không tiếp tục làm phiền Meha nữa, nếu không thì anh sẽ không tha cho Asan. Cuộc nói chuyện của họ đã bị chị dâu Samser và Sophia trên xe nghe thấy. Chị à, đã đến lúc sử dụng anh ta. Em nói đúng, đã đến thời điểm thích hợp rồi. Trên đường đi làm thì Samser đã thấy một đám đông tụ tập ở ngã tư. Anh tò mò đến xem thì đã phát hiện một điều rất kinh ngạc rằng Terry đã bị giết. Bố Samser thật sự đã giết Terry. Lúc này Samser đã nghĩ rằng bố mình chắc chắn sẽ không dừng tay ở đây. Samser cuối cùng đã nhận được 200 USD tiền lương đầu tiên sau những ngày chuyển hàng ở siêu thị. Đây là số tiền đầu tiên mà anh kiếm được. Từ nhỏ đến lớn Samser chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh phải đi làm để kiếm tiền. Samser rất trân trọng số tiền lần đầu tiên anh kiếm được. Anh cảm động đến mức rơi nước mắt. Sau đó Samser nhanh chóng đến đón Meha tan làm.
Kể từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi mua sắm trong vui vẻ. Meha muốn mua thứ gì thì Samser sẽ mua thứ đó cho cô. Meha rất cảm động vì sự ân cần và chu đáo của Samser dành cho cô. Sau đó Samser chở Meha đến một tiệm mì mà anh rất thích. Samser nói mì ở quán này rất ngon nên anh muốn Meha nếm thử. Nhưng Meha nói hôm nay họ đã tiêu gần hết tiền rồi nên không thể ăn ở nơi đắt như vậy. Samser nghe Meha nói xong thì rất thất vọng vì anh đã lâu không được ăn ở đây rồi. Meha thấy vẻ mặt thất vọng của Samser thì cô đột nhiên đổi ý. Đến khi họ vào trong nhà hàng, Samser thấy giá của món ăn thì liền choáng váng. Một tô mì ở đây có giá bằng một nửa tiền lương của anh. Từ trước đến nay khi đi ăn, Samser chưa từng nhìn giá cả của món ăn. Bây giờ anh mới biết tiền mà anh có vốn không đủ để ăn ở nơi này. Meha thấy Samser lo lắng nên cô đã nói với nhân viên rằng họ chỉ cần một phần mì. Lời nói của Meha đã hóa giải sự xấu hổ lúc này của Samser. Kể từ khi được ở bên cạnh Meha, Samser cảm thấy ngày nào mình cũng rất hạnh phúc. Anh trai Samser khuyên bố mình hãy buông tha cho Samser. Anh cảm thấy họ là người một nhà nên bố anh không nên đối xử với Samser như thế. Anh muốn bố có thể tha thứ cho em trai của mình. Nhưng bố anh vẫn rất hận Meha từ sau cái chết của mẹ Samser. Ông cho rằng vì Meha mà vợ ông ta đã phải thương nhớ con trai đến chết. Ông ta nói chỉ cần Samser rời xa Meha thì ông ta sẽ tha thứ cho Samser. Anh trai Samser biết rằng em trai mình sẽ không bao giờ rời bỏ Meha. Nhìn thái độ của bố, anh chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi. Bên này, kể từ khi kết hôn với em gái Meha thì Asan luôn phải sống trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu của mẹ và vợ mình. Mỗi ngày Asan sau khi tan làm đều về nhà rất muộn để tránh gặp mẹ mình và vợ. Mẹ San đã mắng con trai mình nên về sớm để ở bên em gái Meha nhiều hơn. Nhưng Asan thật sự không làm được điều đó. Anh luôn so sánh Meha với vợ mình vì anh nghĩ hai chị em sẽ giống nhau. Nhưng điều anh không ngờ là hai chị em nhà Meha lại có tính cách trái ngược nhau. Điều này khiến Asan cảm thấy rất bất lực. Ban ngày Asan sẽ làm việc cùng công ty với Meha. Mỗi lần có cơ hội, Asan đều cố gắng để nói chuyện với Meha nhiều hơn. Em với Samser có thật sự hạnh phúc không? Cuộc sống của tôi bây giờ rất hạnh phúc. Cuộc sống của tôi không có chỗ cho anh đâu. Asan bây giờ đã hiểu rằng Meha không còn là Meha của ngày xưa nữa. Vì vậy anh đã mất đi cô mãi mãi rồi. Bên này, chị dâu Samser và Sophia đang bàn bạc làm sao để Samser chia tay với Meha. Chị hãy để chuyện này cho em giải quyết. Akram cũng không ngờ con rể của mình lại có thể thay đổi đến như thế. Không những Samser trở nên khiêm tốn hơn mà còn hết mực yêu thương Meha. Akram thật sự rất vui mừng khi con rể mình có thể thay đổi trở thành người tốt hơn. Mẹ Meha biết Samser vốn là một con người nhân hậu nên bà rất vui khi Meha có thể ở bên cạnh một người như vậy. Để giảm bớt áp lực cho Samser nên Akram đã bắt đầu nói những điều có thể an ủi con rể mình. Bây giờ bố rất hài lòng với con. Câu nói của bố vợ làm Samser rất hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đã có được sự chấp thuận và tha thứ của bố vợ. Áp lực tội lỗi bấy lâu nay của Samser cuối cùng đã tan biến mất. Bây giờ Meha còn đang mang thai con của anh nên anh cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời này. Điều họ không ngờ tới chính là chị dâu Samser và Sophia đã bắt đầu kế hoạch của mình. Hai chị em đã chủ động tìm đến Asan để nói chuyện. Họ muốn Asan hợp lực để làm Meha và Samser phải chia tay. Họ nói chỉ cần Asan làm theo yêu cầu của họ thì anh không chỉ kiếm được tiền mà còn có được người con gái anh yêu là Meha. Asan biết ý của họ nhưng anh cho rằng Samser và Meha hiện tại đang yêu nhau sâu đậm. Anh cũng đã kết hôn với em gái Meha nên không thể đồng ý chuyện này. Asan nói bây giờ anh đã không còn liên quan gì đến Meha và anh chỉ cần Meha hạnh phúc là được. Nói xong thì Asan đã đứng dậy rời đi. Anh hãy suy nghĩ lại đi. Tôi không cần đâu. Bên này, bố Samser ngày nào cũng nhìn di ảnh của mẹ Samser rồi khóc. Ông ta nghĩ nếu không vì Meha thì ông đã không cắt đứt quan hệ với con trai và vợ ông cũng sẽ không rời khỏi thế gian này. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô ta. Samser và Meha vừa mới khám thai xong. Cả hai người đều vô cùng hạnh phúc khi sắp chào đón con của mình. Hôm nay em đã làm cho anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Trong lúc hai người đang hạnh phúc thì có hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm họ từ xa. Hai người này chính là sát thủ mà bố Samser cử đến. Mục tiêu của họ là Meha chứ không phải Samser. Đợi đến khi Samser đi lấy xe máy, Meha đang đứng một mình ở ngoài đợi anh. Hai người sát thủ đã đến gần rồi lấy súng ra nạp đạn giơ lên. Samser thấy được cảnh người đàn ông đang giơ súng về phía bên này. Samser biết rằng mục tiêu của sát thủ đó là Meha. Samser hoảng sợ lao về phía của Meha. Vào lúc này tên sát thủ đã bắt đầu ra tay bắn súng về phía Meha. Viên đạn đã bắn trúng vào người của Samser. Hai tên sát thủ biết mình đã giết nhầm người nên sợ hãi bỏ chạy. Meha bất lực nhìn Samser ngã xuống đất. Samser nhìn Meha bằng ánh mắt vô cùng tiếc nuối. Anh không muốn rời xa Meha sớm như vậy. Meha đau lòng nhìn Samser. Cô thật sự đã yêu Samser rất sâu đậm. Sau đó Meha đã nhanh chóng đưa Samser đến bệnh viện. Bên này Akram vẫn đang khen con rể tốt với vợ của mình. Đúng lúc này thì Meha đã gọi đến cho bố. Akram không thể tin được rằng Samser đã bị bắn. Ông và vợ mình nhanh chóng chuẩn bị đến bệnh viện. Bố Samser đang đợi tin tức từ hai tên sát thủ. Sau đó ông ta nhận được điện thoại từ anh trai của Samser. Anh trai Samser nói với bố rằng Samser đã bị trúng đạn rồi.
Điều này khiến ông ta sốc đến nỗi không đứng vững được nữa. Tại sao ông lại đến đây? Ông đến để xem anh ấy còn sống không hả? Trái tim của bố Hamster giờ đây đã tan nát, ông ta không thể đối mặt với Meha nữa. Meha ở bên cạnh liên tục cầu xin ông ta hãy giết cô đi. Bây giờ trong lòng của bố Hamster chỉ toàn là sự ân hận. Không chỉ có tôi ghét ông, ngay cả con của Hamster cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Bây giờ bố Hamster mới biết Meha đã mang thai con của Hamster, nhưng ông ta đã không còn cơ hội làm ông nội của cháu mình nữa rồi. Viên đạn trên người Hamster đã được gắp ra nhưng tình trạng của anh vẫn còn vô cùng nghiêm trọng. Hamster thấy Meha đi tới nên anh đã an ủi cô. Em có sợ không? Anh rất yêu em. Anh đã nói điều này nhiều lần rồi. Anh rất yêu em, nhưng em chưa từng nói lời này với anh. Em hãy nói một lần đi. Anh muốn nghe. Em yêu anh. Em rất yêu anh. Cuối cùng Hamster cũng đã nghe được câu này từ Meha. Vì để có được tình yêu của Meha mà Hamster đã cho cô tất cả. Nghe được điều này từ Meha thì Hamster đã yên tâm rời đi. Sau đó là máy đo nhịp tim không ngừng kêu lên. Nhịp tim của Hamster đã ngừng đập vào lúc này. Xin lỗi, Hamster mất rồi. Bố Hamster vẫn đang chờ đợi cơ hội để nói chuyện với con trai mình. Nào ngờ Hamster đã không còn sống nữa. Anh trai Hamster đau khổ nhìn em trai của mình đã ra đi. Bố mẹ Meha cũng vô cùng đau lòng khi biết con gái mình đã mất chồng. Bố Hamster bây giờ chỉ biết nhìn di ảnh vợ mình cùng sự tiếc nuối không nguôi. Bây giờ ông đã mất cả vợ và con trai của mình. Để chuộc lỗi, ông ta đã mang toàn bộ tài sản làm từ thiện. Chị dâu Hamster đã ngăn cản điều đó nhưng vô ích. Mọi kế hoạch của cô ta đều đã thất bại. Câu chuyện tình yêu của Meha và Hamster cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Meha còn trẻ nhưng đã góa chồng. Mỗi ngày cô đều nhìn vào di ảnh của Hamster rồi khóc. Bây giờ cô mới hiểu mất đi người mình yêu sẽ đau đớn đến nhường nào. Mẹ Meha vô cùng đau lòng khi thấy cô con gái đáng thương của mình. Bà thấy con gái suốt ngày không ra khỏi phòng nên đã đến khuyên cô nên chăm sóc đứa con trong bụng. Dù gì Meha cũng đang mang đứa con của Hamster nên cô phải chú ý đến sức khỏe của mình. Nhưng Meha không có Hamster bên cạnh nên cô không biết mình phải trải qua tương lai như thế nào. Cô hối hận vì những ngày qua đã không đối xử tốt với Hamster. Cô nghĩ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho cô. Đúng lúc này thì bố Meha đến báo với cô rằng có khách đến nhà tìm cô. Nhìn dáng vẻ đáng thương của con gái, mẹ Meha tự hỏi không biết vì sao cuộc sống của con gái mình lại bi thảm đến thế. Thì ra người khách đến tìm cô là Sophia. Trước đây cô ta đã nhiều lần làm Meha tổn thương nên cô ta muốn đến đây xin lỗi Meha. Cô ta vô cùng hối hận kể từ khi biết Hamster đã mất. Cô ta đã vô cùng yêu Hamster, khi biết tin Hamster mất, cô ta đã cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Cô ta mong Meha không có ác cảm với cô ta nữa. Meha biết bây giờ hận thù không có ý nghĩa gì nên cô nói với Sophia rằng mọi chuyện đều đã qua rồi. Nhưng Sophia vẫn rất chân thành xin lỗi Meha lần nữa. Meha cũng cảm thấy rất có lỗi với Hamster. Cô hối hận vì khi xưa cô đã không yêu Hamster sớm hơn. Nếu cô và Hamster nhanh chóng ở bên nhau thì mọi chuyện đã không đến nông nổi như bây giờ. Bây giờ Sophia mới hiểu rằng Meha và Hamster thật sự yêu nhau. Bên này, bố Hamster đã mở một cuộc họp báo công khai hết tội ác của mình. Ông ta đã tự tử trước di ảnh của vợ mình. Ông ta mong rằng sau khi chết thì ông sẽ gặp được vợ và con trai của mình. Anh trai Hamster cảm thấy mình vô cùng vô dụng khi người thân của anh đã rời đi hết. Meha và bố cô sau đó đã đến công ty nhà Hamster. Sau cái chết của Hamster, Meha đã được thừa hưởng một phần tài sản rất lớn của anh. Nếu cô chấp nhận điều này thì gia đình cô sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong tương lai. Nhưng Meha đã từ chối tài sản được thừa kế. Cô nên xem xét lại quyết định của mình. Đây là quyết định cuối cùng của tôi rồi. Meha dứt khoát từ bỏ tài sản rồi cùng bố mình rời đi. Mối quan hệ của em gái Meha và mẹ chồng cũng đã được cải thiện. Bà ta cuối cùng cũng đã chấp nhận được chuyện con trai mình đã cưới em gái Meha. Bà ta quyết định sẽ yêu thương hai vợ chồng con trai mình chứ không tiếp tục chống đối nữa. Em gái Meha không ngờ tất cả vấn đề mà cô gặp phải đều đã được giải quyết. Asan cũng đã bắt đầu yêu em gái của Meha. Họ đã không còn nghi ngờ nhau như trước nữa. 3 năm trôi qua, Meha đã sinh cho Hamster một đứa con trai. Con trai chúng ta rất giống anh. Hôm nay, con trai mình vừa tròn 2 tuổi. Em sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Em nhớ anh. Em sẽ luôn nhớ anh. Em phải đi đâu để tìm anh đây? Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mọi người muốn mình làm bộ phim nào tiếp theo thì để lại bình luận ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.